ầm á thanh âm từng trận hồ quang điện bắn ra không ngừng vang lên trong không khí bắt đầu tràn ngập trận trận mùi bị đốt cháy gây mũi ngay sau đó két một tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên thanh thuần huyết sắc óng ánh ngăn cản trước người trọng loan ầm ầm vỡ vụn trường kiếm trong tay hàn lập tiếp tục chém xuống một cái một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên từ trên trán trọng loan sáng lên chính là đạo hào quang quang minh từ thanh đồng hộ trán kia phóng ra chặn mũi kiếm hàn lập lại phá cho ta hàn lập hét to một tiếng Kim lân trên hai tay hắn lật lên, nắm thật chặt chuôi kiếm ra sức ép xuống, phù văn trên thân kiếm màu xanh sáng rõ, từng sợi kim sắc hồ quang điện nhẹ nhẹ mãnh liệt phóng ra, mũi kiếm chém xuống một cái. Không, trong miệng trọng loan phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thanh đồng hộ chán kết một tiếng nứt gãy ra. Trường kiếm trong tay hàn lập không tiếp tục bị trở ngại, trực tiếp chém đầu của chúng thành hai nửa, mà thân hắc hạc phía dưới giống như bị man lực trọng kích, rơi mạnh xuống mặt biển bên dưới. Lúc tới gần mặt biển, hai cánh nó đột nhiên vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao, bỏ chạy về hướng xa. Không cần hàn lập chỉ huy, tinh viêm hỏa điểu vốn đã sớm thôn vệ hết hát diếm, cũng mở hai cánh ra đuổi theo. Một tay hàn lập bắt lấy cổ áo thi thể trọng loan, không để rơi xuống biển, thần thức đảo qua, lông mày hắn có chút nhăn lại. Nhưng vào lúc này, ảnh hưởng của huyết sắc kiêu dương bạo tạc nổ tung ở bên kia trước đây cũng đã chuyển tới, tuy rằng uy lực đã nhỏ hơn không chỉ nghìn lần, nhưng vẫn hóa thành một cỗ gió mạnh gào thét qua, làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi. Trên thực tế, lúc trước ngay lúc huyết đao nổ tung, hắn phát hiện cho dù dùng bất luận thủ đoạn phòng hộ nào cũng đã không kịp. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, hắn đành phải lần nữa gọi ra chân ngôn bảo luân thời gian chi lực, làm cho huyết sắc kiêu dương bộc phát trùng kích xuất hiện một tia trì trệ ngắn ngủi. Hắn chấp lấy thời cơ trôi qua tức thì này, nghịch chuyển chân luân phóng ra chạy trốn, căn cứ phương vị dò xét của thần thức, vận dụng tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, thi triển lôi trận độn thuật đuổi theo. Đúng lúc này, bên phải ống tay áo thi thể trọng loan bỗng nhiên có một đạo hắc quang sáng lên, một tiểu nhân nguyên anh toàn thân đen kịt, trên người mặc một kiện áo choàng từ trong ống tay áo chui ra, bộ dáng khuôn mặt giống trọng loan như đúc, trên người ô quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Nhưng mà cơ hồ ngay lập tức, một thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên. Hư không ngoài mấy trăm trượng một hồi chấn động kịch liệt truyền ra, tiểu nhân nguyên anh trọng loan loạn choạng ngã ra, nó hoảng sợ nhìn lại, liền phát hiện Hàn Lập đang nhìn nó mặt không biểu tình, chỗ mi tâm phân liệt mở ra, lộ ra một con mắt hình giọt nước. Phá diệt pháp mục, tâm nguyên anh trọng loan cảm thấy như cho tàn. Độn quang trên người nó muốn sáng lên lần nữa thì Hàn Lập đã vung lên một kiếm bổ xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh quét qua, kiếm khí cuồng bạo xé rách hư không, lập tức bao phủ nguyên anh trọng loan cùng áo choàng của nó cuốn vào, xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem chút ít khắc mang triệt để biến mất, Hàn Lập cũng không có yên lòng, làm quang trong đôi mắt chấp động, tra xét rõ ràng hư không chung quanh lần nữa lại tra xét rõ ràng thêm một lần nữa xác định hư không trung quanh không còn nữa điểm khí thức tồn lưu của trọng loan hắn mới thu hồi minh thanh linh mục thu chữ vật trên người trọng loan vào sau đó đuổi theo hướng hắc hạc kia ngân sắc hỏa điều sớm đã ngăn lại hắc hạc nó đang hóa thành một ngân sắc hỏa diễm thật lớn vây hắc hạc vào chính giữa hắc hạc bất luận đột phá trái phải như thế nào đều không thể chạy trốn trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rít gào nó bất luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng chủ nhân của mình lại thua trong tay thanh niên có khuôn mặt bình thường trước mắt này, nhưng mà hôm nay sự thật xảy ra trước mắt, không được phép không tin. Tiền bối tha mạng, tại hạ chính là dị cầm man hoang, trời sinh ra đã hiểu một tia đối với hỏa thuộc tính pháp tắc, nếu tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện phụng ngươi làm chủ. Đúng rồi, ta còn biết không ít bí mật trọng loan. Hắc hạc thấy hàn lập tới gần, cuống quyết hô lớn. Hàn lập phảng phất như không nghe thấy lời hắc hạc, một tay kết kiếm quyết, trường kiếm màu xanh trong tay lập tức xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, mũi kiếm đi thẳng xuống. Xoẹt một tiếng, một bóng kiếm lớn trăm trượng từ trên thân kiếm chiếu ra, một chút liền đâm xuyên qua đầu hắc hạc. Trong miệng hắc hạc phát ra một tiếng hạc minh thê lương, liền rơi gấp xuống dưới mặt biển. Hàn lập theo sát phía sau, phi thân hạ xuống, ánh sáng màu xanh trên bàn tay sáng lên, một tay nhiếp lấy nguyên anh ra. Chỉ thấy một hư ảnh tiểu hạc màu đen nho nhỏ bị năm ngón tay hàn lập nắm thành móc câu bắt lấy hai cánh nó vung vẩy dẫy rùa kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tinh viêm hỏa điều phi thân hạ xuống, hóa thành một ngân sắc tiểu nhân rơi vào trên vai Hàn Lập, ánh mắt nhìn chằm chằm hư ảnh hắc hạc kia, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng. Gấp cái gì, Hàn Lập nhìn thoáng qua ngân sắc tiểu nhân, cười nói. Dứt lời, năm ngón tay hắn chế trụ hư ảnh, hai mắt khép lại, lòng bàn tay sáng lên từng trận quang mang, bao phủ vào. Một hồi lâu sau, Hàn Lập chậm rãi dương đôi mắt, tâm tình lại có chút phức tạp, trong trí nhớ thần thức hắc hạc, cũng không có bao nhiêu nội dung về phương bản Bất quá từ những số lượng tin tức này cũng có thể nhìn ra không ít nội dung bên trong, lúc trước Trọng Loan nói những lời kia với hắn thực sự không phải là nói dối, gã thật sự không biết phương bản bị người nào sai khiến đi đối phó hắn. Trong trí nhớ hắc hạc, Hàn Lập thấy một tòa cung điện màu vàng đất được vây quanh bởi một sa mạc rộng minh mông, trong cung điện có xiềng xích màu đen đầy trên mặt đất, trong đầu của hắn hầu như vô thức nghĩ đến cách nguyên pháp liên. Giữa đại điện, hắn thấy một cái ghế dựa lớn màu đen kịt, ngồi phía trên là một thân ảnh mặc áo trắng như tuyết, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Thủy Trung đều không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ. Dường như từ chỗ sâu bên trong trí nhớ hắc hạc, sợ hãi cực điểm người này, thế nên cho tới bây giờ cũng không dám chính diện nhìn người này. trầm mặc một lát sau, Hàn Lập vứt nguyên anh hắc hạc cho ngân sắc tiểu nhân, chính mình thì phi thân bước lên lưng hắc hạc, thu tất cả vòng tay chữ vật của trọng loan vào. Ngân sắc tiểu nhân vui mừng tiếp nhận nguyên anh hắc hạc, nó há miệng ra nuốt Nguyên Anh vào trong bụng, chỉ thấy ngay chỗ bụng nhỏ tròn trịa có từng trận quang mang sáng lên, bên trong giường như có hỏa diễm hừng hực đang bốc lên. Hàn lập xé cơ thể hắc hạc lấy yêu hạch ra, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tinh viêm hỏa điểu, phát hiện sau khi cắn nuốt Nguyên Anh hắc hạc, thân hình nó thậm chí có chút ít lay động, ngã trái ngã phải như là uống rượu say. Bất quá, hắn cùng với hỏa điểu thần hồn tương liên, phát hiện nó cũng không đáng lo ngại nên cũng yên lòng. Hắn đi ra phía trước, một tay sách nó lên, trong tay quang mang lóe lên, liền thu nó vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, Hàn Lập lấy ra một quả đan dược ăn vào, quay đầu nhìn lại hướng Thánh Khôi Môn, ý niệm trong đầu chuyển động. Lấy tình huống lúc trước, Thánh Khôi Môn lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chính mình hôm nay trở về nữa, đoán chừng cũng là phí công, ngược lại đưa bản thân Lâm vào cục diện nguy hiểm. Dù sao hắn với thân phận thành viên vô thường minh được thánh khôi môn thuê, cũng chỉ là phụ trợ ngăn địch mà thôi, tuyệt sẽ không vì thánh khôi môn dốc sức liều mạng hơn nữa lúc trước tên trọng loan này đã từng lẻn vào cấm địa thánh khôi môn tuy rằng mục đích không rõ nhưng hôm nay bị hắn chém giết chính mình sớm trở về lời nói khó tránh khỏi sẽ sanh ra không ít phiền toái về phần thù lao nhiệm vụ lần này không có cũng được dù sao hắn giết được mấy tên chân tiên chỉ cần chiến lợi phẩm pháp bảo đã đủ để đền bù huống chi còn có tài vật bên trong chữ vật pháp khí nữa nghĩ đến đây hắn quay đầu nhìn về hướng thánh khôi môn sau đó quay người hóa thành một đạo độn quang bay về hướng xa chương 307, tiên khôi lỗi. Xuân đi đông tới, hơn một năm trôi qua. Một ngày nọ, có một luồng sáng xanh hạ xuống động phủ trên xích Hà Phong. Độn quang thu lại, thân ảnh Hàn Lập liền hiện ra. Hắn không che giấu độn quang, nên không bao lâu, tôi tớ trong phủ theo sai khiến của mộng thiền thiền đã dối rít tới sân nhỏ trước đại sảnh của động phủ để tham kiến. Hai người mộng vân quy và tôn bất chính thì không thấy ở đây. Thiền thiền, người trở về từ khi nào? Hàn Lập đưa mắt lướt qua tám người có mặt, mở miệng hỏi. Bẩm lệ trưởng lão, mới vừa trở về gần một tháng trước. Đúng rồi, đây là một ít hạt giống linh thảo do ca ca và tôn đại ca tìm được, sai tiểu nữ mang về cho ngài. Mộng thiền thiền nói rồi lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Tốt, nếu ngươi có cơ hội gặp lại hai người ấy thì chuyển những linh thạch và đan dược này cho bọn họ. Ngoài ra, người thay ta phân phát những đan dược này. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận cái túi, khẽ vuốt cằm, rồi lật tay lấy ra ba cái túi chữ vật, cấp cho mộng thiền thiền. Vâng, mộng thiền thiền giơ tay tiếp nhận, gật đầu đáp, trong mấy năm ta rời đi, mọi thứ trên xích hà phong đều ổn chứ. Trong tông có phát sinh chuyện gì không? Hàn lập hỏi tiếp, bẩm lệ trưởng lão, xích hà phong hoàn toàn yên ổn. Tông môn cũng không xảy ra đại sự gì, chỉ nghe nói có một vị kim tiên đạo chủ tới đây sẽ xuất quan, nhân đấy cũng sẽ chọn ngày cử hành truyền thụ đại đạo tại nhiễm sát phong. Có điều danh ngạch rất hữu hạn, xem ra chỉ có các đệ tử chân truyền và đệ tử thân truyền mới có thể tới nghe giảng đạo mộng thiền thiền đáp mặt có chút trông đợi tên mập mặt tròn mộng hùng và mấy người còn đều lộ vẻ chờ mong trên mặt nhưng cũng kèm theo một chút mất mát nói cho cùng một gã kim tiên đại năng giảng đạo nếu may mắn có thể được nghe thì sẽ thu được ích lợi không nhỏ nhưng bọn họ cũng rõ ràng trong lòng tôi tớ của chân tiên như bọn họ căn bản là không có khả năng tham dự đại năng truyền thụ đạo nghiệp đúng là có thể coi như là cơ duyên tạo hóa nhưng nói cho cùng, cách tu hành của mọi người vốn không giống nhau, những kinh nghiệm cảm ngộ của tiền nhân mặc dù có thể tham khảo, rốt cuộc vẫn phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Nếu muốn thành tựu đại đạo, cuối cùng vẫn cần đi trên con đường của chính mình, các người đã rõ chưa? Hàn Lập thấy vậy, điềm đạm mở miệng nói. Mộng thiền thiền nghe xong hơi ngẩn ra, trong đôi mắt sáng có vài tia dị sắc lóe lên. Những người còn lại tựa hồ cũng hiểu được một chút nên bỏ hết những tâm tình thất lạc khi trước. Được rồi, nếu không có chuyện gì các ngươi rời hết đi hàn lập không nói gì nữa vẫy tay cho phép mọi người rời khỏi đám người mộng thiền, thiền thiền thi lễ rồi lui xuống hàn lập ở nguyên tại chỗ chắp tay đứng một hồi lâu sau đấy mới quay người đi vào động phủ mở cấm chế ra rồi đi vào trong một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống hắn vung tay lên ba cái pháp khí chữ vật hiện ra trước người đây chính là đồ vật thu được từ chỗ ba gã chân tiên tính cả trọng loan trong trận đánh trước đây không lâu ở thánh khôi môn lúc trước trên đường về hắn chỉ lo gấp rút thoát đi đồng thời còn cân nhắc đi vòng một chút nên chưa kịp kiểm kê những chiến lợi phẩm này hiện tại đã trở lại động phủ tự nhiên không thể chờ đợi được muốn nhìn xem thu hoạch chuyến này cuối cùng là như thế nào hàn lập vừa nghĩ vừa lấy ra một vòng tay chữ vật một tay hắn phất lên mặt đất trước người lập tức có tiếng dầm ào ào rồi một đống nhỏ lộn xộn xuất hiện nhưng mà sau khi hắn đưa mắt nhìn qua lại khẽ nhíu mày đây là vật của tên đại hán khôi ngô muốn đơn đả độc đấu với mình lúc đầu, không nghĩ tới gia sản trên người tên này vậy mà chỉ có nghèo nàn vài thứ tài liệu linh dược và vài cái linh bảo phẩm chất phổ thông, ngoài ra chỉ còn hơn 10 khối tiên nguyên thạch và một đống linh thạch linh tinh lẫn lộn mà thôi. Tên này thật sự là hơi bần hàn rồi, cũng khó trách gã cam tâm bán mạng cho thập phương lâu, dù tự biết sẽ bị coi như pháo hôi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Hàn lập chỉ có thể thầm hô không may, bất quá thịt mũi tuy ít nhưng vẫn là thịt hắn nhẫn nại phân loại mấy thứ linh tinh này rồi thu vào vòng tay chữ vật của mình sau đó hắn cầm lấy pháp khí chữ vật của lão giả gầy gò không nói hai lời đảo nhẹ lên mặt đất một vùng sáng trắng lóe lên một đống lớn đồ vật liền xuất hiện trên mặt đất hắn nhìn lướt qua khẽ gật đầu pháp khí chữ vật của lão giả xem ra cũng được đồ vật có không ít phần lớn trong đấy là một ít tài liệu phẩm giai không thấp nổi bật là mấy khối tinh thạch đỏ thắm to cỡ đầu người tản mát ra ánh sáng màu đỏ sáng ngời như lửa Phảng phất giống như mấy cục sắt nung đỏ. Những tinh thạch đỏ thấm này linh khí cực kỳ sung mãn, trên mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa ẩn hiện, tản ra một chút pháp tắc hỏa thuộc tính mờ mờ ảo ảo, dĩ nhiên đây là linh tài ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngoài ra, còn có mười mấy món pháp bảo, phần lớn đều thuộc cấp bậc linh bảo và mấy bình đan dược, hơn 500 miếng tiên nguyên thạch và một đống lớn linh thạch. Hàn Lập phất tay thu hồi từng thứ một, cuối cùng lại giống như hai lần trước, nhưng chữ vật trạc của trọng loan đổ đồ vật bên trong ra. Tuy rằng hắn đã sớm đoán trước, nhưng vẫn kinh hãi khi tận mắt chứng kiến các loại bảo vật trồng chất thành một ngọn núi nhỏ trước mắt. Các loại linh tài linh dược có thể nói là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu linh tài có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tạm thời chưa nói tới linh bảo, đan dược, biển tịch, chỉ tính riêng tiên nguyên thạch đã có sắp xỉ năm sáu nghìn. Số lượng lớn tiên nguyên thạch đấy tỏa ra linh quang rực rỡ, sáng rực toàn bộ gian mật thất. Đã có mấy thứ này, cộng với phần do mình thích góp từng chút một mấy năm nay, chỉ sợ mấy trăm năm tu luyện sắp tới, chuyện đan dược cần thiết đã không cần phải lo rồi. Hàn lập thu tiên nguyên thạch vào trước, sau đó bắt đầu chậm chậm thu dọn những vật khác. Cách nguyên bảo lục, khi hàn lập cầm một khối ngọc giản màu trắng lên, quét thần thức qua một chút quét về sau, bất giác hơi ngẩn ra, tiếp theo như chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng để ngọc giản lên chán. Lúc hắn gỡ ngọc giản từ trên chán xuống, đã là hơn một canh giờ sau. Trong ngọc giản, phần đầu ghi lại một môn tên là cách nguyên âm ma công, công pháp chân tiên của ma đạo, phẩm cấp rất cao, có người nói thậm chí có thể tu luyện tới thái ất kỳ. Còn nói riêng về độ quý hiếm thì không hề dưới công pháp hắn tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Tuy nhiên, dù công pháp này có lợi hại hơn nữa, hắn cũng không chấp nhận vứt bỏ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh mà cải tu sang ma công này. Điều làm hắn hứng thú như vậy là do mấy môn bí thuật ghi lại ở phía sau cùng của Ngọc Giản, trong đó có một môn bí thuật tự phong ấn bản thân để che giấu khí tức, khiến hắn có được gợi ý lớn. Chỉ là những bí thuật này vô cùng cao thâm, tối nghĩa, không phải nhất thời nửa khắc có thể lĩnh ngộ được. Vừa nghĩ tới đây, sau khi thu ngọc giản vào, Hàn Lập lại tiếp tục sắp xếp sang những đồ vật khác. Ồ, đây là cái gì? Hàn Lập phát hiện trong đống lớn đồ vật có một quả cầu màu vàng đất có chút cổ quái, đường kính ước chừng nửa thước, trên mình khắc những đường vân màu vàng tối nghĩa khó hiểu, thoạt nhìn rất là thần bí. Quả cầu này trước đó bị một vài tài liệu đè lên cho nên lúc đầu hắn cũng không chú ý tới. Ngoài ra, mặt ngoài quả cầu còn bị dán lên mấy lá bùa màu trắng, bên trên chẳng chịt, chi chít chữ, dùng để phong ấn vật này. Hàn lập đưa quả cần đến trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nhưng lại không thể phát hiện ra điều gì. Vật này cũng không truyền ra chấn động của pháp lực hay khí tức, có vẻ không phải là pháp bảo. Tâm niệm vừa động, hắn thả thần thức ra, cố gắng xâm nhập vào bên trong tìm tòi. Vù vù, thần thức của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài quả cầu, mấy lá bùa nhất thời tản mát ra bạch quang chói mắt, kết nối với nhau hợp thành một phù trận bí ẩn mà mắt thường không cách nào thấy rõ, lập tức ngăn thần thức của hắn xâm lấn vào. Hàn lập nổi lên một chút hứng thú, bắt đầu quan sát tỉ mỉ những bùa chú phía trên này. Những bùa chú này tuy là bất phàm nhưng rõ ràng cho thấy là do người trong lúc vội vàng tiện tay bố trí ra, với tạo nghệ nhất mạch của hắn về bùa chú thì cũng không khó lý giải. Sau khi hơi trầm ngâm, một tay hắn bấm niệm thần chú, Từng đạo pháp quyết chui vào trong mấy lá bùa, đồng thời hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh bao phủ quả cầu vàng. Sau một lát, mấy tiếng đùng 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 truyền ra, mấy lá bùa màu trắng rách vỡ tan tành trong sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh, biến thành từng điểm bạch quang, rồi bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Sau một khắc, mặt ngoài quả cầu sáng lên từng vòng linh văn, tiếp đó từ trên quả cầu tản ra hào quang màu vàng đất giống như vầng thái dương chói mắt. Cấm chế xung quanh mật thất bị kích thích, trên vách tường trong nháy mắt hiện ra vô số phù văn màu xanh tỏa sáng hào quang, ngưng tụ thành một màn sáng màu xanh, cố gắng hạn chế hoàng quang nhưng không có tác dụng nhiều. Hoàng quang phảng phất như hàng vạn hàng nghìn mũi kim, nhanh chóng xuyên thấu qua tầng cấm chế này. Hàn lập hơi kinh hãi, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, hết thảy cấm chế xung quanh động phủ đều được thúc giục, các màn sáng màu sắc khác nhau lần lượt nổi lên, bao trùm động phủ thành tầng tầng lớp lớp ở bên trong. Hoàng quang mãnh liệt ầm ầm khuếch tán, liên tiếp phá bỏ mấy tầng cấm chế nhưng rốt cuộc vẫn bị chặn lại két két, quả cầu màu vàng đất phát ra một loạt tiếng vang két két, mặt ngoài gồ lên nhấp nhô, sau đó phồng lên cực nhanh, rồi đồng loạt tan rã. Trong mấy hơi thở quả cầu biến hóa thành một nam tử trung niên mặc hoàng bào, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, lông mày lá liễu tạo ra cảm giác uy nghi. Người, không phải, đây là tiên khôi lỗi. Hàn lập lập tức có phán đoán, nam tử hoàng bào có làn da màu vàng đất, bên trong mơ hồ ánh lên vẻ sáng bóng như kim loại, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí thức tiên linh, Phảng phất như tiên khí có hình người, thoạt nhìn có mấy phần khá giống với giải đạo nhân trước kia. Quả nhiên là tiên khôi lỗi. Hàn Lập kềm chế hưng phấn trong lòng, ánh mắt rơi vào trên người khôi lỗi hoàng bào. Trên hoàng bào có đồ án hoa văn mà hắn nhiều lần đã thấy qua trên người khôi lỗi khác ở Thánh Khôi môn. Lẽ nào vật này có xuất xứ từ Thánh Khôi môn? Hàn Lập nghĩ tới đây, trong đầu lập tức nhớ lại tình huống gặp trọng loan bên ngoài cấm địa Thánh Khôi môn, sau một phen tự đánh giá, lập tức hắn suy đoán ra được một chút. Nếu theo hắn ước đoán, vật này chỉ sợ là vật mà trọng loan lẻn vào thánh khôi môn lấy trộm ra. Lại nói tiếp, hắn luôn luôn cảm thấy hứng thú với khôi lỗi, nhất là gặp được vật này nhìn bất phàm như vậy, nếu thật sự là một khôi lỗi cấp chân tiên thì coi như là hắn được lời to. Hàn lập vừa nghĩ tới đây liền mua ra một đạo pháp quyết, chui vào trong cơ thể nam tử hoàng bảo. Trong mắt của nam tử hoàng bảo sáng lên hai điểm quang mang, trên người gã chợt hiện ra một tầng tinh mang màu vàng, lập tức trở nên vô cùng to lớn, rồi bộc phát ra khí thức trầm trọng như sơn. Hư không xung quanh nhất thời truyền ra một hồi âm thanh vang dội hỗn loạn, thậm chí còn khiến cho toàn bộ động phủ của Hàn Lập cũng đung đưa theo. chương 308 Cải tạo, Hàn Lập nhìn những chuyện phát sinh trước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như đang có phong ba bão táp. Mọi việc xảy ra nhanh như trước mắt, chưa đến thời gian một hơi thở đã kết thúc. Hào quang trên người nam tử mặc hoàng bào trở nên ảm đạm, khí thức khổng lồ phát ra lúc trước cũng theo đó biến mất không còn, Hàn lập thấy vậy, thở một hơi dài, ánh mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Tuy khí tức khổng lồ chỉ bộc phát trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng đủ làm hắn thoát tim, tuy rằng không thể phán đoán chính xác mạnh yếu thế nào nhưng hắn tin chắc đã vượt xa khí tức của chân tiên cảnh. Nghĩ đến đây Hàn lập kiềm chế nỗi sợ trong lòng, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Nhưng lúc này cho dù hắn có cố gắng thi pháp thế nào đi chăng nữa, khôi lỗi có hình dáng nam tử mặc hoàng bào cũng không phản ứng lại chút nào. Hàn lập thu lại pháp quyết trong tay, nhắm hai mắt, Phóng thần thức vào trong cơ thể khôi lỗi nhanh chóng tìm hiểu. Một lát sau hắn thu lại thần thức, mở to mắt, sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng lúc trước hắn không có cơ hội chính thức tìm hiểu về tiên khôi lỗi nhưng vẫn tự tin có những kiến giải sâu sắc về khôi lỗi thuật, sau một thời gian nghiên cứu cũng đã tìm được chỗ hạch tâm của khôi lỗi này. Nhưng hắn không ngờ, khu vực này lại trống không, ngoài ra, khôi lỗi cũng không còn nguồn năng lượng cung cấp để hoạt động, lúc đầu khi hắn điều khiển có phản ứng chắc là nó đã tiêu hao hết tia năng lượng cuối cùng còn sót lại. Theo như hắn dự đoán, nếu muốn duy trì hoạt động cho khối lỗi này chắc sẽ tốn một số lượng tiên nguyên thạch khổng lồ. Hàn lập ngắm nhìn khối lỗi, vẻ mặt hơi động một chút, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn lặng lẽ đảo tay lấy ra một quả cầu màu vàng, chính là hạch tâm của giải đạo nhân. Tiếp đến, hắn bấm niệm một đạo pháp quyết đánh vào trong quả cầu. Mặt ngoài quả cầu kim quang lưu chuyển rồi nhanh chóng hóa thành một con cua màu vàng lớn bằng lòng bàn tay. Vừa xuất hiện hai càng cua khua khoáng liên hồi trên đầu rồi từ từ loạn trọng đứng lên. Hàn đạo hữu, có chuyện gì vậy, ngươi? Con cua dương đôi mắt nhỏ màu vàng nhìn Hàn Lập, chậm chậm nói. Từ khi được Hàn Lập tìm về, giải đạo nhân luôn ở trong trạng thái mê man, đến bây giờ nhìn vẫn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng còn chưa dứt lời, cua nhỏ bất chợt im bặt, thân mình di chuyển, hai con mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào khôi lỗi nam tử đang đứng yên cách đó không xa. Ồ, một bộ tiên khôi lỗi, còn là liên hiệp khôi lỗi, thật khó tin. Hai mắt giải đạo nhân tỏa ra kim quang rạng rỡ, miệng thì thào nói: "Vừa nói chuyện, nó vừa bay lên, rời khỏi tay Hàn Lập đáp xuống người khôi lỗi, toàn thân vui sướng máy động liên hồi, hai càng cua khua tới khua lui." Hàn Lập đứng yên quan sát, im lặng không nói gì. Sau thời gian một nén nhang, giải đạo nhân mới bình tĩnh lại được, quay lại nhìn Hàn Lập, mở miệng hỏi: "Hàn đạo hữu, đây là một bộ tiên khôi lỗi phẩm giai không thấp, làm thế nào mà ngươi lấy được?" Trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn việc này nói ra rất dài dòng nhưng bộ khôi lỗi này có quan hệ rất lớn với thánh khôi môn hàn lập từ chối cho ý kiến đáp lời thánh khôi môn chưa từng nghe nói đến giải đạo nhân lẩm bẩm một câu rồi quay lại tiếp tục đánh giá khôi lỗi đúng rồi giải huynh vừa mới nói đến liên hiệp khôi lỗi đây là có ý gì hàn lập lại hỏi liên hiệp khôi lỗi thật ra xem như một loại khôi lỗi đặc biệt khôi lỗi bình thường sau khi luyện chế xong thì thực lực gần như cố định về sau mặc dù có thể tăng lên nhưng cũng không đáng kể. nhưng liên hiệp khôi lỗi thì lại khác chiến lược của nó ra sao chủ yếu phụ thuộc vào thần thức của người điều khiển cùng độ phù hợp tương thông lẫn nhau. nói ngắn gọn thật giống với một kiện pháp bảo. giải đạo nhân không quay đầu lại chậm chậm giải thích. thì ra là thế dường như giải đạo hữu rất hứng thú với bộ khôi lỗi này phải chăng có thể dùng được? hàn lập gật nhẹ đầu mở miệng hỏi điều này ta còn chưa xem xét được kỹ nhưng bộ khôi lỗi này mang thuộc tính thổ bình thường cần người tu luyện công pháp thổ thuộc tính điều khiển mới phù hợp. Ở trạng thái tốt nhất, chắc là có thể phát huy thực lực tương đương kim tiên trung kỳ. Giải đạo nhân xoay người lại, trần trừ nói, thần thông của giải huynh là lôi thuộc tính, nói như vậy. Hàn lập cao mày đáp lời, đúng thế, ta và bộ liên hiệp khôi lỗi này không cùng thuộc tính. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu, ra thế, Hàn lập nghe được câu trả lời, trong lòng có chút thất vọng. Hắn tự phụ bản thân có thần thức cường đại, nhưng lại không tu luyện công pháp thổ thuộc tính cho dù cố gắng điều khiển bộ khôi lôi này cũng không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực của nó nếu cho ta một môi trường thích hợp và đầy đủ tài nguyên cũng không phải đã hết hy vọng giải đạo nhân trầm mặc một lát bỗng nhiên mở miệng nói giải đạo hữu cần gì cứ nói ta sẽ cố hết sức nghĩ cách hàn lập nghe vậy vui mừng hỏi vội vì nếu có thể giúp giải đạo nhân điều khiển thành công bộ tiên khôi lỗi này thì khác nào hắn có thêm một đại năng cấp bậc kim tiên hỗ trợ đầu tiên cần bố trí một lôi trận, trận pháp này cũng không quá phức tạp, nhưng chỗ khó là ở trận nhãn cần một loại thiên địa linh vật không ngừng cung cấp lôi điện chi lực. Đây cũng là chỗ mấu chốt quyết định đến việc cải tạo có thành công hay không. Ngoài ra cần một số lượng lớn tiên nguyên thạch và linh thạch cực phẩm lôi thuộc tinh để duy trì, đảm bảo trong quá trình ta cải tạo không được gián đoạn một khắc nào. Giải đạo nhân nói một mạch, nói xong, cua vàng há miệng phun ra một ngọc giản nhỏ bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận ngọc phiến, nhanh chóng đưa thần thức xem xét, bên trong là một bộ lôi trận, đối với hiểu biết hắn cũng không tính là phức tạp. Ngoài ra, để vận chuyển trận pháp cần khoảng một nghìn tiên nguyên thạch và số lượng lớn linh thạch cực phẩm lôi thuộc tính, mức hao tốn quả thật kinh người nhưng đối với thân gia của hắn ngày hôm nay cũng không thành vấn đề. Không có gì phức tạp, nhiều nhất bảy ngày sau ta sẽ bố trí xong cho giải huynh. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập trả lời. Xem ra sau khi quay về tiên giới đạo hữu gặp được cơ duyên không nhỏ, nếu thế ta chờ hồi âm của đạo hữu giải đạo nhân nghe thế dường như cũng không quá ngạc nhiên đáp lại. Mấy ngày sau, trên mặt đất trong mật thất được khắc vô số đường vân màu tím, tạo thành một trận pháp cỡ lớn hình tròn, bộ tiên khôi lỗi mang hình dáng nam tử trung niên mặc hoàng bào đứng thẳng trong pháp trận, xung quanh có tám cột lôi mộc màu vàng, chính là câu lôi mộc. Trên câu lôi mộc cũng được khắc trận văn, thỉnh thoảng phía trên có từng đạo hồ quang điện màu tím lượn lờ. Trung tâm lôi trận có một lỗ tròn, khảm nạm trong đó là một viên tinh thạch hình cầu màu tím, đây chính là viên ngọc trai năm đó lúc Hàn Lập vượt lôi bạo Hải Dương may mắn cướp được từ con yêu thú lôi bảng lúc nó đang thu nạp lôi điện chi lực. Lúc này Hàn Lập đang đứng trước cửa mật thất, giải đạo nhân trong hình dáng con cua nhỏ màu vàng thì ở trên vai hắn. Hai tay Hàn Lập bấm niệm liên hồi, từng đạo từng đạo pháp quyết lóe lên rồi chui thẳng vào trong pháp trận đánh lên trên ngọc trai màu tím ở trung tâm. Tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, trong chốc lát, tất cả trận văn trên mặt đất đều khởi động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, tầng tầng lớp lớp hồ quang điện màu tím phát tán ra, giữa không trung vô số lôi xà cuồng loạn. Chỉ vài khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong mật thất biến thành một thế giới tràn ngập lôi điện màu tím. Giải huynh, ngươi xem trận pháp này thế nào? Hàn lập nói với giải đạo nhân, hàn đạo hữu quả nhiên không làm ta thất vọng, đặc biệt là viên tinh thạch ở giữa trận pháp kia, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều lôi điện chi lực. Giải đạo nhân gật gật đầu, giờ càng chỉ về ngọc trai màu tím đang phát tán lôi quang tứ phía hỏi. Hàn Lập cũng không giấu điều gì, liền kể lại lai lịch của viên ngọc trai. Vốn ban đầu ta chỉ nắm chắc ba thành, bây giờ có lẽ phải được năm thành. Giải đạo nhân nói tiếp một câu rồi nhanh chóng duỗi chân, thân hình hóa thành một đạo kim quang nhảy vào trong lôi trận. Đôm đốp, từng mảng lớn lôi xà từ bốn phía trong pháp trận tràn ra, dũng mãnh bay về hướng giải đạo nhân đang lao tới. Trên người giải đạo nhân hiện ra những đạo hồ quang điện màu vàng trói mắt bao bọc toàn bộ cơ thể, hóa thành một quả lôi cầu lao nhanh về phía lồng ngực khôi lỗi lôi quang lóe lên, lôi cầu màu vàng kim bỗng nhiên chìm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nam tử mặc hoàng bào run lên một cái, làn da tỏa ra ánh sáng màu vàng đất chói mắt, chỉ mỗi khu vực ở lồng ngực có hồ quang điện lượn lờ che phủ. Dường như những lôi điện màu tím trong lôi trận bị điều gì đó thu hút, tất cả kéo đến hội tụ tại lồng ngực khôi lỗi, hòa hợp vào nhau. Đột nhiên chỗ lồng ngực lôi điện chớp lên rồi lan tỏa khắp cơ thể khôi lỗi. Hào quang của lôi điện va chạm với màn sáng màu vàng đất, đan sen kịch liệt, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nổ vang, khiến cho mật thất rung động lắc lư, lôi trận cũng chịu ảnh hưởng, có chút hỗn loạn. Hàn Lập vẫn đứng ở cửa quan sát tình hình phát sinh, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, nhưng trong mắt không giấu được vẻ mong đợi. Theo như lời giải đạo nhân nói, quá trình dung hợp chắc phải kéo dài mấy chục năm, thậm chí cũng có thể lên đến trăm năm. Tuy nhiên với lượng lôi điện dồi dào ẩn chứa trong ngọc trai cùng với số thiên nguyên thạch và linh thạch cực phẩm lôi thuộc tính đã được chuẩn bị đầy đủ thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi, Hàn Lập lẩm bẩm tự nói với mình một tiếng rồi quay người đi ra khỏi mật thất, sau khi đóng cửa lại còn cẩn thận bày ra một tầng cấm chế. Lát sau hắn đã khoanh chân ngồi ở một gian mật thất khác. Chuyện của giải đạo nhân còn mất một khoảng thời gian, hắn cũng cần suy tính lại một chút tình cảnh hiện tại của mình. Những năm gần đây thu thập được khá nhiều tiên nguyên thạch, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đã có khả năng luyện chế ra đầy đủ đan dược đến lúc đột phá tu vi nhưng trong hành trình ở thánh khôi môn gặp phải trọng loan làm cho hắn càng phải tăng cường cảnh giác tuy rằng đã giết chết đối phương nhưng từ những việc thu được trong trí nhớ của con hạc đen thì mọi chuyện vẫn còn phức tạp vô cùng chưa thể giải quyết được theo như lời trọng loan nói cho dù không ngẫu nhiên gặp nhau ở thánh khôi môn thì đối phương cũng có ý định sau đó đến đại lục cổ vân tìm kiếm hắn nói cách khác bây giờ hắn ở trong trúc long đạo nhưng vẫn chưa an toàn tuyệt đối địch nhân của hắn chưa hẳn sẽ không tìm đến nơi này nếu như sư tôn của phương bàn trọng loan, hoặc kẻ bí ẩn sau lưng phương bàn tìm tới, lúc đó phải làm sao đây? chương 309, tiến giai hậu kỳ, vù vù, câu lôi một còn lại và một vài linh tài thuộc tính lôi bay ra, chúng rơi trên mặt đất trước mặt hắn. Một tháng sau, trong gian khách ở động phủ, Hàn Lập ngồi ngay ngắn, tay nâng chung linh trà, mắt khẽ chớp, tựa hồ đang chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, mộng thiền thiền từ cửa bước tới, lệ trưởng lão, thiền thiền, lần này gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng cần ngươi làm, Hàn Lập đặt chén trà xuống, ngừng một lúc mới nói. Mộng thiền thiền khẽ giật mình, lập tức ưỡn ngực đáp mời lệ trưởng lão phân phó. À cũng không nghiêm trọng tới thế đâu. Hàn Lập cười cười, lấy một pháp khí chữ vật ra, đưa cho mộng thiền thiền. Nàng ta nhận lấy, chìm thần thức vào trong rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên sự nghi hoặc. Bờ môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm nói mấy câu. Mộng thiền thiền vốn đã giật mình, sau đó mặt tỏ ra ngưng trọng. Có khó khăn gì sao, Hàn Lập hỏi, lệ trưởng lão yên tâm, dù thiền thiền thịt nát xương tan cũng phải vì người mà thực hiện bằng được. Mộng thiền thiền gật đầu lia lịa, được rồi, nhưng nhất thiết không được nói cho ai biết chuyện này. Hàn Lập dặn dò, vâng, mộng thiền thiền thi lễ, ánh mắt tỏ vẻ không đành lòng nhưng rồi vẫn quay người đi ra. Sau một lát, một luồng độn quang màu đỏ bay đi. Hàn Lập đứng ở đại môn động phủ, nhìn độn quang biến mất đằng xa, thân hình thoát một cái cũng hóa thành một luồng độn quang màu xanh bay về phía tông môn hai tháng sau, hắn trở về xích Hà Phong. Lúc này, ngoại trừ mấy thứ lấy được tại thánh khôi môn kèm với những đám linh bảo, linh dược không cần thiết đổi thành tiên nguyên thạch ra thì còn thu mua khắp các trốn các tài liệu luyện chế đan dược để tiếp tục tu luyện. Khi tất cả đã chuẩn bị tốt hắn về lại động phủ, mở toàn bộ cấm chế ra, bước vào mật thất. Bóng, hắn dừng lại, xoay người bước tới dược viên, hạ xuống tại một góc vườn. Chỗ này chính là nơi gieo mẫu đậu, hiện tại cái trồi đã cao hơn vài tấc rồi. Mẫu đậu này mất trăm năm mới nảy mầm, sau đó tốc độ phát triển dường như nhanh hơn trước. Cái mầm xanh nhạt trồi lên, dòng chữ ám kim trên đó cũng đậm hơn trước nhiều. Cái mầm mà hô ngôn lão đạo gọi là biến dị ấy, tới giờ cũng không rõ tốt hay xấu, mong rằng là nó theo chiều hướng tốt. Bất kể thế nào, bởi hắn nhìn thấy đạo binh ở thánh khôi môn, khiến tâm tình chờ mong vào mẫu đậu này lắm. Nghĩ tới đấy, hắn lấy trường thiên bình ra đưa cho khôi lỗi mặt khỉ đứng chờ sẵn cách đó không xa sau đó hắn rời dược viên trở lại mật thất, lúc này, mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa. Hắn thở nhẹ, lật tay lấy lò đan ngân sắc ra. Tiếp đó vung tay áo lên, một luồng sáng trắng bay ra. Đứa nhỏ ngân diễm phiêu phù hạ xuống gần lò đan, sau khi cắn nuốt nguyên anh con hạc đen, mất một khoảng thời gian hấp thu dung hợp, khí thức tinh viêm hỏa điều mạnh hơn trước vài phần, ngũ quan thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bớt đi phần khô cứng, thêm vài phần linh hoạt. Tựa hồ biết ý định của Hàn Lập khi cho nó ra ngoài, nó bay một vòng quanh lò đan. Bản mặt tròn xoe bỗng phùng miệng lên, phun ra một luồng ngân diễm vừa thô vừa to trùm cả lò đan. Lúc này, Hàn Lập đã chia các tài liệu luyện đan chuẩn bị từ trước ra mấy phần, đặt sẵn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Mấy năm sau, ngân diễm dưới đáy lò tắt phục, ngân diễm nhảy tưng tưng lên vai Hàn Lập, rồi ngồi vắt vẻo ở đó. Khuôn mặt Hàn Lập bơ phờ, phất tay đánh một đạo pháp quyết. Một tiếng động nhỏ vang lên, nắp lò đan được nâng lên, một làn hương nồng đậm mùi thuốc từ trong lò bay ra, tràn ngập cả gian mật thất. Khẽ hít vài lần, khuôn mặt hắn tỏ ra hài lòng, khẽ một chảo vào hư không. Một hàng đan dược màu trắng từ bên trong bay ra, tất cả có tới 10 viên, một viên to bằng quả nhãn, trắng nón, bên ngoài ẩn hiện vũ khí bạch sắc, rất là bất phàm. Viên đan dược rồi lại bay ngay vào chiếc bình ngọc trắng muốt đã chuẩn bị sẵn. Có chừng hơn trăm chiếc bình ngọc như thế này đang được bày la liệt gần đó xem ra đã đủ rồi. Hàn lập lẩm bẩm một câu rồi phất tay thu lại lò luyện lẫn đứa nhỏ. Mắt khép lại điều tức, hắn điều chỉnh thể xác tinh thần lên trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Nhoáng một cái, hơn 200 năm trôi qua, hiện tại, đại môn động phủ ở Xích Hà Phong vẫn đóng chặt. Trúc Long Đạo cũng nghênh đón trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng 500 năm. Trận tuyết này kéo dài phải mấy tháng mới xong, hầu hết các nhánh núi ở nửa phía bắc không áp sát dãy núi Trung Minh đều bị tuyết phủ lên trắng muốt kéo dài đến vạn dặm. Phía trên ngọn xích hà cũng là một mảnh tuyết trắng, khắp nơi đều chìm trong tuyết. Vào một ngày tuyết sốt cuộc cũng ngừng rơi, bầu trời trong xanh, tại động phủ Hàn Lập, vài tên tôi tớ dưới sự chỉ bảo của tên mập mặt tròn mộng hùng bắt đầu quét dọn tuyết động ở xung quanh. Người trên núi xích hà vốn đã ít mà đám người mộng vân quy ra ngoài chưa về, đặc biệt là mộng thiền thiền cũng không có ở đây, khiến cho trên núi càng trở nên quạnh quẽ, ngay cả tiếng chim tước hót cũng trong trẻo, dễ nghe khác thường sau khi quét dọn xong tuyết động ngoài cửa động phủ, mọi người lại chạy tới Linh Dược Điền. Nơi này mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ nhưng vẫn cần dọn dẹp tuyết động cho sạch, phòng khi tuyết tan sẽ động thành những vũng nước lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của Linh Dược. Đúng lúc này, toàn bộ ngọn xích hà chấn động ầm ầm, một cột sáng màu vàng kim to lớn từ động phủ phóng thẳng vút lên trời cao. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm dao động kịch liệt, hình thành một mảnh linh vân khổng lồ chuyển động xung quanh ngọn xích hà, phát ra âm thanh chói tai cao vút linh quang đủ mọi màu sắc chiếu xuống bao phủ toàn bộ núi xích hà dị tượng khổng lồ kéo dài một lúc lâu rồi mới từ từ tan biến được rồi được rồi đi làm việc đi làm xong việc sớm còn nhanh về tu luyện lệ trưởng lão cho chúng ta điều kiện tu luyện tốt như vậy chớ lãng phí mộng hùng thấy những người khác đang đứng ngây ra vội vã nhắc nhở mọi người nghe vậy cũng không quan sát nữa mà tiếp tục cần mẫn bốn phía linh điền kỳ thực bọn họ đã coi như chuyện bình thường đối với những dị động trên núi này từ lâu, đều biết rằng đó là do lệ trưởng lão bế quan tu luyện gây ra, nhưng mỗi lần dị động xuất hiện thì chung Quy lại vẫn không nhịn được mà phải đưa mắt nhìn vài lần. Dù sao đây chính là dị tượng do chân tiên tu luyện đưa tới. Trong mật thất của động phủ, quanh thân hàn lập bao phủ một vầng kim quang nhàn nhạt, trong hai mắt có ánh sáng rực rỡ lưu truyền, trên ngực hắn có 24 điểm sáng màu vàng đang tỏa hào quang rực rỡ như những ngôi sao óng ánh, lấp lánh trên bầu trời đêm. Uy áp khổng lồ từ trên người hắn lan ra, dù chỉ là giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn trước đây, như biến thành một con người khác. Lúc này, Hàn Lập bất ngờ đã trở thành một vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hơn 200 năm trôi qua, hắn không ngừng dùng đan dược bìa cấp giúp tăng tiến tu vi, khổ tu ngày đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc đã đả thông bốn tiên khiếu còn lại. Tốc độ tu luyện như thế nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng hiệu quả so với trước đây rõ ràng là chậm hơn rất nhiều. Dù sao đả thông ba tiên khiếu trước đây chỉ tốn ước chừng 100 năm, vậy mà tổng thời gian hao tốn khi đả thông cả bốn cái tiên khiếu còn lại lớn hơn rất nhiều so với ba cái trước đó. Cho đến khi kim quang trên người hắn từ từ nhạt dần đi rồi dung nhập vào cơ thể thì hết thảy dị trạng bên trong mật thất cũng theo đó tiêu thất hoàn toàn. Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập xoay người, nhìn viên luân màu vàng nhạt đang đu đưa, lở lửng ở phía sau. Chỉ thấy chân thực chi nhãn trên đó đang khép chặt, các vòng đạo văn thời gian trên thân luân đều có quang mang lưu truyền, toàn bộ đã khôi phục như ban đầu. Quả nhiên vẫn thế, Hàn Lập lắc đầu, tự lẩm bẩm trên chân ngôn Bảo Luân hiện tại vẫn có 108 đoàn thời gian đạo văn. Trong quá trình hắn đã thông bốn tiên khiếu cuối cùng, số thời gian đạo văn trên Bảo Luân không hề gia tăng. Điều này hiển nhiên không phải do vận khí của hắn không tốt, vì chiếu theo điển tịch miêu tả, dù là xác suất bình thường, khi đã thông bốn tiên khiếu cũng phải ngưng tụ thêm hai đoàn thời gian đạo văn mới đúng. Theo hắn suy đoán, có thể là do khi trước, số thời gian đạo văn được ngưng tụ bằng cách dùng chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạch của bình nhỏ quá nhiều, vượt khỏi phạm vi thừa nhận của chân môn bảo luân. sau một thoáng suy tư, hắn liền dừng suy tư về chuyện này, dẫu sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. cảm thụ được tiên linh lực trong cơ thể thâm hậu hơn so với trước kia rất nhiều, hắn hơi hơi nhếch mép cười. hàn lập không lập tức đứng dậy, mà tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất. tu vi tiến nhanh tuy đáng mừng, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. bàn tay hắn khẽ đảo trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ngọc đá mờ mờ, chính là con mắt của cự nhân độc nhãn ngày nào. Đồng thời từ bên ngoài, có những tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cự viên khôi lỗi đi tới, đặt trường thiên bình bên cạnh hắn, một giọt chất lỏng màu xanh biếc đã ngưng tụ ở trong bình. Hàn lập hít một hơi sâu, cầm lấy trường thiên bình, không chút do dự đổ lục dịch vào mồm. Hắn lại muốn thử lĩnh hội thời gian pháp tắc một lần nữa. Trong cơ thể hàn lập, tiên linh lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chân ngôn bảo luân phía sau hắn đã sáng rực hào quang vàng kim, bắt đầu chậm chậm xoay tròn, 108 đoàn thời gian đạo văn khác trên bảo luân cũng không ngừng nhấp nháy theo. Tại khắp chung quanh, một mảnh sóng gợn màu vàng kim dập dần xuất hiện, bao phủ toàn bộ mật thất, thiên địa nguyên khí cũng liền lan tràn ra theo một cách khó có thể diễn tả bằng lời. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng lưu chuyển chậm chạp hơn, bên tai hắn có tiếng gió rên lên, có tiếng bụi trần rơi xuống, có ánh lửa chập chờn, có sợi tóc khẽ múa. Lúc này, mọi vật đều tựa như đang lâm vào trong một quy luật vận động đặc thù, huyền diệu khó giải thích, tuyệt diệu không thể tả. Thời gian từng điểm một trôi qua, quanh người hàn lập kim quang chập chờn chấp lóe liên tục, toàn bộ mật thất lúc sáng lúc tối, biến hóa không ngừng. Thân thể được kim quang bao phủ, toàn thân đã đầm đìa máu tươi, nhưng hàn lập không hề để ý tới, giống như tất cả chuyện đấy đều không phải đang phát sinh ở trên cơ thể hắn. chương 310, hai đóa hoa, đột nhiên, mí mắt hàn lập khẽ động, cặp mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra, hai luồng kim quang giống như thực chất bắn ra ngoài. Hai bàn tay hắn kết động pháp quyết, bàn tay úp vào nhau, song thủ tương hợp thu thế, hai ngón tay đột ngột bắn thẳng như kiếm chọc ra phía trước thăm dò. Phía sau lưng, chân ngôn bảo luân hào quang mãnh liệt, 108 vòng đạo văn thời gian đồng loạt sáng lên. Lòng bàn tay hắn đột nhiên tràn ngập kim quang, hướng về đầu ngón tay tụ lại tạo ra một sợi tinh ti kim sắc nhỏ cỡ lông châu, ngọ nguậy thỏ ra mới thỏ ra được khoảng một tấc chợt có tiếng keng vang lên, sợi tinh ti óng ánh vỡ vụn thành điểm điểm kim quang rồi tiêu tán trong không trung. Quang mang kim sắc trong mắt cũng lóe lên, rồi từ từ rút đi. Hắn nhìn toàn thân đầy máu đen, khóe miệng tự cười diễu. Thử nghiệm lần này dường như tiến bộ so với lần trước nhưng vẫn còn thiếu một bước để ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tắc. Xem ra dù trực tiếp uống tham thiên tạo hóa lộ, những tưởng qua đó tìm hiểu thời gian pháp tắc, một trong tam đại pháp tác quả thật không đơn giản rồi. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách phục dụng đạo đan mới có thể thành công. Hàn lập trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng tự lầm bầm quyết định. Hiện giờ hắn đã có thể lý giải được vì sao trên tiên giới lại tôn sùng đạo đan đến thế. Sử dụng đan dược tốt hơn trực tiếp phục dụng linh dược hoặc tài liệu chính luyện chế đan dược. Qua đan dược, tu luyện giả sẽ đạt được sự lĩnh ngộ cao nhất lực lượng pháp tác ẩn chứa trong tài liệu, vì thế mà hữu hiệu hơn nhiều so với chuyện trực tiếp nuốt linh tài. May mà thân gia của hắn hiện tại tương đối khá, hơn nữa có thể kiếm được linh tài ẩn chứa thời gian pháp tắc khá dễ dàng, nếu không thì thật không dám đi theo con đường này. Hắn thở dài, uống vào một viên đan dược, kim quang lại lần nữa sáng lên bao trùm toàn thân. Hơn 10 ngày trôi qua, Hàn Lập bước ra khỏi mật thất, chậm rãi bước dọc hành lang động phủ, đi về phía linh dược điền. Bên trong dược viên là một màu xanh tươi tắn, linh khí giạt rào, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ. Trên bờ ruộng, Khôi lỗi cự viên cầm theo những thùng gỗ màu xanh không ngừng múc ra những gáo đầy linh dịch tỏa ra thanh quang nhẹ nhẹ, tưới khắp dược biên. Phương pháp điều phối linh dịch này hàn lập lấy từ cuốn sổ nhỏ ghi chép tâm đắc về đạo binh mà hô ngôn đạo nhân đưa cho, hắn lại không dùng trên gốc đạo binh kia mà đem đi tưới cho các linh dược khác. Hàn lập nhìn lướt qua các loại linh dược trong vườn, cuối cùng dừng lại ở một góc, ánh mắt sáng lên. Cây mẫu đậu vốn mới trổ trồi non đã không còn, thay vào đó là một gốc cây to lớn cao khoảng một trượng màu vàng óng, nhìn có chút thần bí thân cây màu vàng đất phiến lá lại màu vàng nhạt trên phiến lá có rất nhiều đường vân màu vàng trồng lên nhau tầng tầng lớp lớp làm cho người khác có chút khó quan sát những đường vân này thuận theo phiến lá lan tràn xuống khắp cành thân cây dưới tầng lá rậm rạp những quả đậu màu xanh dài nhỏ và hẹp treo lúc lắc phía trên quả gồ lên mấy đường cong cong đầy đặn cho thấy phía trong là những hạt đậu sung mãn hàn lập thầm vui mừng bước nhanh về phía trước dạo quanh gốc đạo binh một vòng cẩn thận đếm từng quả đậu một, tâm trạng quả thật rất giống nông phu trong mùa thu hoạch sau một năm gieo trồng vất vả. Sau khi đếm tới đếm lui mấy lần, chính xác được 75 quả đậu, trong mỗi quả đậu có 7 hạt thì sẽ được hơn 500 hạt đậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bỏ công luyện chế kỹ lưỡng thì trong tay sẽ có hơn 500 đậu binh uy lực không hề tầm thường. Nhưng những hạt đậu này còn chưa hoàn toàn chín mùi, căn cứ vào tâm đắc của hô ngôn đạo nhân, lúc đậu binh thành thuộc thì thân cây sẽ dần khô héo, lá cây sẽ lụi tàn, toàn bộ dinh dưỡng dồn vào cung cấp cho hạt đậu. Đến đúng thời điểm, quả đậu sẽ tự vỡ ra, hạt đậu bung ra ngoài. Với cây đạo binh này, vì hạt đậu chưa đến lúc thành thục nên không phát ra bất cứ khí thức đặc thù nào, cũng không biết nó biến dị đến tận cùng là tốt hay xấu. Nhưng Hàn Lập cũng không quá lo lắng về điều này, nguyên nhân đậu binh biến dị chắc là do được tưới bằng lục dịch, mà cứ liên quan tới tiểu bình thì khả năng sẽ không có chuyện gì xấu. Ngắm nghĩa cả nửa ngày Hàn Lập mới xoay người, định quay về nhưng bất chợt hắn phát hiện trên đỉnh của cây đạo binh có hai đóa hoa nhỏ màu vàng, dường như chuẩn bị kết thành hạt đậu. Hắn dừng lại quan sát một chút, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc, phất tay lấy ra cuốn sách mà hô ngôn đạo nhân tặng, lật nhanh đến một trang giấy, cẩn thận nghiên cứu. Lúc lâu sau hắn mới cất sách, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Trên sách miêu tả rõ ràng, để sản sinh mẫu đậu thì thời gian nở hoa, thành thục sẽ dài hơn nhiều so với hạt đậu phổ thông. Nhưng bình thường chỉ có một hạt mẫu đậu, sao ở nơi này lại có hai đóa hoa? Chẳng lẽ cũng tại do biến dị? Nếu quả thực như thế thì đương nhiên là chuyện tốt, tốc độ bồi dưỡng đậu binh sẽ tăng lên đáng kể, nhưng để cho an toàn, hay là sau này đi thỉnh giáo hô môn đạo nhân cho chắc chắn. Nghĩ như thế, hắn quay người đi về hướng khác, khu vực linh điền này trồng từng cây linh dược có hình dạng khác nhau, số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ lác đác vài loại nhưng mỗi cây đều tỏa ra khí thức đặc thù. Nhóm cây này chính là các loại linh dược mà những năm gần đây Hàn Lập vất vả tìm kiếm, tất cả đều là nguyên liệu để luyện chế đạo đan, nhưng mới chỉ được một phần. Bởi nguyên do lúc có được thâm niên mỗi cây khác nhau nên trải qua thời gian dài nuôi dưỡng từng cây đều đạt tới trạng thái riêng, không đồng đều. Trong đó có mấy chục gốc như băng tinh màu lam có tuổi đời lâu nhất, nhìn thì giống phong lan, phiến lá lại trong suốt tỏa ra ánh sáng, chính là loại linh dược của quái hắn thu thập được trong phù sơn bí cảnh năm đó. Hàn lập vốn không rõ đây là linh dược gì, mãi đến tận sau này mới biết chính là u vụ thảo được nhắc đến trong đan phương đạo đan, Nói ra cũng may mắn, bởi vì loại này sinh trưởng ở góc hẻo lánh không người biết tới trong phù sơn bí cảnh nên một vài cây đã đạt tới tuổi thọ 10 vạn năm, đủ điều kiện để luyện chế đan dược. Cách chỗ trồng u vụ thảo không xa là một tòa pháp trận loại nhỏ, trong đó có mười mấy cây non vừa mới nảy mầm. Linh dược có tên là nhập sa quỳ, cũng là một thành phần nổi danh trong đan phương đạo đan, do Mộng Vân Quy mang về hơn trăm năm trước. Phần trên mặt đất của linh dược này sinh trưởng cực chậm, nhưng bộ rễ dưới đất lại phát triển nhanh một cách dị thường, nếu không có trận pháp ngăn cách chỉ sợ đã vươn đến khắp linh điền không chừa đất sống cho các loại linh dược khác thành phần trong đan phương đạo đan ngoài trừ các tài liệu chính thì bộ phận nguyên liệu phụ thu thập cũng không dễ dàng mộng vân quy có thể tìm kiếm được như thế này đã là thiên đại cơ duyên thậm chí trên đường về còn bị người chặn đường cướp đoạt thiếu chút nữa mất mạng may mà có bí bảo hộ thân do hàn lập ban tặng mới có thể bình yên thoát thân Mộng Vân Quy sau khi trở về được Hàn Lập Trọng thường liền ở lại xích Hà Phong tĩnh tâm tu luyện hơn 10 năm rồi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm linh dược. Cũng phải nhắc đến, trong vòng 200 năm nay ngoài trừ Mộng Vân Quy ra, Mộng Thiền Thiền và Tôn Bất Chính cũng quay về một lần, nhưng đúng vào lúc mấu chốt Hàn Lập trùng kích tiên khiếu nên không gặp hai người. Mộng Thiền Thiền đợi một thời gian khá dài, một mặt muốn chờ Hàn Lập xuất quan, một mặt muốn vui đùa cùng với niệm vũ và song thủ sự ưng thú không muốn rời đi nhưng kể cả mộng thiền thiền hay tôn bất chính đều không may mắn như mộng vân quy chỉ tìm kiếm được một ít mầm non và hạt giống linh dược trong địa giai đan phương không thu thập được nguyên liệu của đan phương đạo đan với việc này hàn lập không để trong lòng cho đến tận hôm nay hắn cũng chỉ mới tìm kiếm được tới tay lác đác vài loại đạo đan linh dược phổ biến hơn như đồ linh hoa nhị còn những loại khác mặc dù hắn đã ban bố nhiệm vụ trong vô thường minh tăng phần thưởng lên mấy lần nhưng vẫn chưa có phản hồi đứng suy nghĩ một lát hắn đi ra khỏi dược điền chẳng mấy chốc về tới một gian mật thất khác. Đến trước cửa đá, Hàn Lập nhấc tay khẽ vẫy vào khoảng không. Một mảnh phù văn trên cửa đá sáng lên, tiếp đến từng trận âm thanh ù ù, cửa đá trượt sang một bên lộ ra cổng tò vò đủ cho một người vào. Phía bên trong cửa quang mang tử kim chớp lé liên tục, tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngớt. Trong mật thất, tòa pháp trận vẫn còn đó, lóe ra quang mang minh mông, tám cột câu lôi mộc màu vàng đứng bốn phía ánh sáng ảm đạm, dường như lôi điện chi lực trong đó đã bị sói mòn quá nhiều, linh lực gần như tiêu hao hết. Bộ tiên khôi lối ngồi xếp bằng trong lôi trận, quanh thân hồ quang điện màu tím lượn lờ không ngừng. Đặc biệt chỗ lồng ngực tập trung nhiều lôi điện nhất, ánh sáng chói mắt. Hàn lập thấy vậy hai hàng lông mày nhăn lại, lỗ khảm ở trung tâm pháp trận chống rỗng, viên ngọc trai màu tím biến mất không còn. Giải đạo hiếu, Hàn lập dùng thần niệm truyền âm cho giải đạo nhân. Nam tử mặc hoàng bào ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng. Hàn lập suy nghĩ một chút cũng không có hành động gì mà chỉ đứng một chỗ chờ đợi. Qua một hồi lâu, đoàn lôi điện quanh quẩn ở lồng ngực nam tử rung động ầm ầm rồi thu vào trong, không còn thấy gì nữa. Đồng thời lúc đó tất cả hồ quang điện màu tím đang bao phủ pháp trận cũng biến mất, linh văn trên câu lôi mộc cũng dần dần ảm đạm, toàn bộ pháp trận đình chỉ vận chuyển, yên tĩnh trở lại. Một vệt kim quang sáng lên trước ngực nam tử, một con cua màu vàng lớn bằng bàn tay chậm rãi bỏ ra, rồi đột nhiên co chân nhảy về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế mở lòng bàn tay tiếp lấy cua vàng. Thế nào rồi? Hàn Lập nâng giải đạo nhân lên ngang tầm mắt hỏi. Lúc này khí tức trên giải đạo nhân so với lúc trước vững chắc hơn rất nhiều. Trên tám chân nhỏ được khảm lên những đường vân màu tím tinh tế vô cùng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. chương 311, trồng mẫu đậu vào khôi lỗi. Bộ tiên khôi lỗi này có cấu tạo phức tạp vượt ngoài dữ liệu của ta. Cứ nghĩ rằng có thể mượn lôi trận để cưỡng ép cải biến kết cấu bên trong nó nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Giải đạo nhân thở dài nói, không sao, vốn ban đầu cũng chỉ xác định thử một lần thôi, đừng quá băn khoăn. Chờ sau này có cơ hội ta lại tìm cho đạo hữu một bộ khôi lỗi khác thích hợp hơn. Hàn lập lắc đầu trả lời, cũng được, nhưng lần này cũng có chút thu hoạch, dù ta chưa thể cải tạo lại khôi lỗi nhưng trong 200 năm qua đã nghiên cứu kỹ toàn bộ mấy lần. Nếu Hàn đạo hữu muốn, chỉ cần bỏ ra hơn nghìn năm tu luyện một môn công pháp thổ thuộc tính, ta chắc chắn có thể giúp đạo hữu phát huy sáu thành uy lực của khôi lỗi này, Mặc dù chưa thể đạt đến thực lực Kim Tiên trung kỳ nhưng so với tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ bình thường thì phải mạnh hơn mấy phần." Giải đạo nhân bỗng nhiên nói, "Giải đạo hữu vốn là một bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh nên tất nhiên ta tin vào những gì đạo hữu nói." Nhưng việc này tạm thời gác lại đã, sau này có thời gian rồi tính tiếp. Hàn Lập từ chối cho ý kiến đáp, "Đương nhiên có thể điều khiển một bộ tiên khôi lỗi thực lực Kim Tiên sơ kỳ là việc tốt, nhưng bây giờ hắn không rảnh rỗi để nghĩ đến việc này." Một mặt Hàn Lập không nghĩ rằng mình ở trúc long đạo có thể vô lo vô nghĩ như các tiên nhân khác để muốn thì bế quan tu luyện nghìn năm, thậm chí vài vạn năm. Mặt khác, hắn đang có trong tay chân ngôn hóa luân kinh cùng với đại chu thiên tinh nguyên công, hai bộ công pháp mạnh mẽ và phù hợp để tu luyện, dù sao cấp tốc đề cao thực lực của bản thân mới là điều cần ưu tiên trên hết. Còn chuyện nữa, lần này trong quá trình dung hợp ta phát hiện trong viên ngọc trai có chứa một tia lôi điện bản nguyên chi lực nên đã luyện hóa bây giờ trong hạch tâm của ta năng lượng cũng đã được bổ sung khá nhiều rồi. Giải đạo nhân tiếp tục nói, không có gì, vật ấy với ta cũng không còn quá nhiều tác dụng nữa. Nếu đã như thế, cũng nên dừng tòa đại trận này lại được rồi chứ. Hàn lập khoát tay áo rồi nhìn về phía lôi trận trên mặt đất hỏi. Giải đạo nhân gật nhẹ đầu, Hàn lập thấy vậy phất tay áo bắn ra một đạo thanh quang, dỡ bỏ, thu hồi pháp trận. Giải đạo nhân cũng nhấc hai càng cua, đâm chéo về phía trước, một đạo điện quang màu tím bắn về phía khôi lỗi. Ken két, trên người khôi lỗi phát ra những âm thanh giòn vang, đồng thời phát ra kim quang lóa mắt rồi lần nữa biến thành viên cầu màu vàng bay về phía giải đạo nhân, bị hàn lập vẫy tay thu vào. Chấm chấm, tầm một canh giờ sau, trên quảng trường đá trắng ở ngọn núi bên cạnh Thái Huyền Điện có một đạo lưu quang màu xanh bay lượn rồi đáp xuống, hiện ra thân hình hàn lập. Phía cuối quảng trường là những mảnh sân nhỏ nối tiếp nhau liên miên chiếm diện tích khá lớn, chính giữa đại môn treo một tấm biển sơn son thiếp vàng, ghi bốn chữ lớn rồng bay phượng múa bách tửu sơn trang. Mỗi lần hắn tới đây thấy bốn chữ siêu vẹo trên cửa đều không nhịn được cười, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng hình dung ra hình dáng bốn tên tử quỷ sai rượu rìu dắt nhau ngả nghiêng đứng chung một chỗ. Chưa đi đến cửa sơn trang hắn đã nghe thấy tiếng ken két, cửa lớn mở rộng, hai tên nô bộc mặc áo xanh đang bưng một cái hũ lớn màu đen đi ra. Tham kiến lệ trưởng lão, hai người tất nhiên đều biết hàn lập, thấy hắn tới vội vàng đặt hũ xuống, cung kính thi lễ vái chào. Các người đang bưng gì thế? Hàn lập người thấy mùi hương chua chua từ trong hũ tản ra, nhịn không được tò mò hỏi. Bẩm lệ trưởng lão, trong này là bã rượu lúc cất bị hỏng, hô môn trưởng lão lệnh chúng ta ra khe nước sau núi đổ bỏ đi. Một trong hai người vội trả lời, Hàn lập nhẹ gật đầu rồi vòng qua hai tên nô bộc, cũng không nhờ người thông báo trước mà thoải mái đi thẳng vào. Hắn mới đi qua đoạn hành lang khúc khuỷu ở tiền viện, mới bước vào phòng đã thấy hô môn đạo nhân từ trong viện đi ra. Vừa trông thấy hình dáng lão, Hàn Lập đã cảm thấy có gì đó sai sai. Khô môn đạo nhân trước mắt hắn gọn gàng đến lạ, từng sợi tóc trên đầu cũng được trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, quần áo tươm tất, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng chỉnh tề đường hoàng hơn nhiều. Hơn 200 năm không gặp, lão nhân này thay tính đổi nết rồi hay sao? Ha ha, hào tiểu tử, mỗi người thật thính đó nha. Lão phu vừa mới cất xong mấy hũ bách hoa nhướng đã ngửi thấy mùi mà mò tới rồi, lại còn đến vừa khéo, không sớm cũng không muộn nữa chứ. Hồ ngôn đạo nhân tiến lên chào đón, nói cười sang sảng. Tiền bối có việc gì đại hỉ sao? Hàn lập nghi hoặc hỏi lại. Hồ môn đạo nhân nghe thế hơi sững sờ rồi cười mắng, tiểu tử thối, đang oán thầm lão già ta hẹp hỏi hả? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nếu ta không có việc gì vui thì sẽ không chủ động mời ngươi uống rượu ngon sao? Hàn lập cười trừ một tiếng thay lời nói. Tới, tới đây, ngồi xuống nói chuyện. Hồ ngôn đạo nhân cũng không để ý nhiều, gọi hắn. Hai người phân biệt trước sau ngồi xuống, hồ ngôn đạo nhân khẽ vỗ tay trên mặt bàn quang mang lóe lên liền xuất hiện một bầu rượu ngân văn bạch ngọc cùng với hai cái chén đấu thải mẫu đơn lão cầm bầu nghiêng xuống rượu màu xanh nhạt róc rách từ từ chảy ra rót vào trong chén mẫu đơn một cỗ hương thơm như trăm hoa đua nở liền lan tỏa khắp nơi mùi hương thấm cả ruột gan hàn lập ngửi thấy mùi rượu ánh mắt cũng sáng lên nếm thử đi nhìn thấy phản ứng của hàn lập hồ ngôn mở miệng vừa cười vừa nói hàn lập nâng chén rượu nhẹ nhàng đưa lên môi khẽ nhấp một hớp, liền cảm thấy một hương vị ngọt ngào tràn đầy trong miệng, không có một chút cảm giác cay nồng nào. Rượu ngon, đợi giọt rượu trôi xuống khỏi cổ, hắn không nhịn được vỗ tay tán dương. Hồ ngôn đạo nhân nghe thấy vậy, đắc ý cười thỏa mãn. Ngon thì ngon thật, nhưng nếu so với hồng tang tử cùng hỏa tiên tử thì hương vị hơi nhạt hơn một chút, cũng không giống với khẩu vị của tiền bồi ngày trước. Hàn lập hơi nhíu mày, cười hỏi, ha ha, rượu này là ta cất để tặng người khác, cũng không phải để cho ta uống hồ môn đạo nhân không giấu được nét cười trên khuôn mặt liền trả lời à vậy là tặng cho vân đạo chủ hàn lập nói vu vơ tiểu tử nhà ngươi rượu ngon cũng đỡ không nổi cái miệng người nụ cười trên mặt hồ môn đạo nhân trở nên cứng đờ một tay cất bầu rượu tức giận nói hàn lập nghe thấy thế chỉ cười không nói nhưng vào lúc này hồ môn đạo nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt mở miệng nói mới vừa rồi không có chú ý ký tức của tiểu tử ngươi mạnh lên không ít, xem ra những năm vừa rồi không hề nhàn dỗi nhỉ. Những năm qua quả thật tại hạ có chút cơ duyên tạo hóa, lại còn bế quan một khoảng thời gian. Chẳng phải vừa xuất quan đã liền tới thăm tiền bối đây sao? Hàn Lập cười cười trả lời, hắc hắc, mới vỏn vẹn mấy trăm năm mà tu vi có thể tịnh tiến đến thế, chỉ sợ không phải cơ duyên thông thường gì. Bất quá ta cũng không quản mấy chuyện này, nói đi, tiểu tử nhà ngươi luôn luôn là không lợi thì không đi làm lần này tới chỗ ta khẳng định là lại là có chuyện đúng không? Hồ ngôn đạo nhân thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hàn Lập, hỏi tiếp. Đúng là tiền bối hiểu rõ tại hạ, chuyện là đậu binh do tại hạ trồng, không biết vì sao lại nở ra hai đóa mẫu đậu hoa, việc này có hơi khác so với tâm đắc mà tiền bối ghi chép lại, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một chút. Hàn Lập nghiêm mặt hỏi lại, nở ra hai đóa, hồ ngôn nghe vậy nhíu mày, mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, mở miệng hỏi lại như thế như thế có gì không ổn sao hàn lập trong lòng hơi lo lắng hỏi vội không ổn quả thực ổn đến không thể ổn hơn nói chung khi một cây đạo binh kết trái thành đậu binh chỉ có tỷ lệ năm thành là có mẫu đậu hoa kết thành mẫu đậu ngươi không chỉ là có mẫu đậu hoa nở ra mà còn có tới hai đóa. việc này tuy không phải là chưa từng xảy ra nhưng xác suất là cực thấp nói thử xem tiểu tử ngươi như thế nào có vận khí tốt như vậy lão phu thấy cũng nhịn không được mà sinh ra ghen ghét đấy Hồ Môn lão đầu khẽ dựa người về sau, tháo hổ lô rượu xuống ực một hớp, có chút hâm mộ nói ra. Hàn Lập nghe vậy, liền âm thầm suy nghĩ, thực ra về chuyện này, hắn sớm đã có suy đoán trong lòng, chỉ là vừa rồi mới có câu trả lời chính xác từ Hồ Môn đạo nhân, cuối cùng mới triệt để yên tâm. Hơn nữa, dù tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không cho là do mình có vận khí tốt, mà 89 phần 10 là từ lục dịch mà ra, có điều hắn tất nhiên sẽ không cho Hồ Môn biết nếu mà cây đạo binh không nở ra mẫu đậu hoa chẳng phải không thể gieo giống nữa sao hắn nghĩ tới một vấn đề đó là đương nhiên ngươi cho rằng mẫu đậu là thứ có thể đơn giản có được hả trong hệ thống đạo binh việc làm mẫu đậu nở hoa là vấn đề cực khó làm khổ tất cả các đạo binh sư những chuyện này có nói thêm ngươi cũng không hiểu hô ngôn lão đầu hừ một tiếng nói ra nói như vậy ta đây là gặp được thiên đại hảo sự rồi hì hì hàn lập cười hì hì hô ngôn lão đầu trợn mắt nhìn hàn lập lại ực một hớp rượu. Nếu có hai quả mẫu đậu, sau này gieo trồng lần thứ hai, có lẽ sau 200-300 năm có thể sản xuất được số đậu binh gấp đôi rồi. Hàn Lập cũng không để ý đến hô ngôn lão đầu, có chút hưng phấn nói. Nếu là lão phu sẽ không phung phí của trời như thế đâu. Hồ ngôn đạo nhân nghe xong, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, vì sao lại nói như vậy? Hàn lập khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi nếu có thể tiếp tục bảo trì vận khí tốt như vậy, thì để đào tạo đậu binh, chỉ cần một quả mẫu đậu cũng đủ rồi về phần quả kia nên giữ lại chờ về sau khi có cơ hội lấy được một gỗ khôi lỗi đẳng cấp cao thì có thể đem trồng vào trong thân của khôi lỗi hồ ngôn đạo nhân gãi đầu một cái nhìn thật sâu vào hàn lập nói ra mẫu đậu có thể đem trồng vào trong cơ thể khôi lỗi hai vật này có thể dung hợp sao hàn lập có chút bất ngờ nói khôi lỗi vốn chung nguồn gốc với đạo binh chỉ cần thuộc tính tương hợp mẫu đậu liền có thể dung nhập vào trong khôi lỗi Kiểu dung hợp này sau khi hoàn thành, khôi lỗi liền có thể mang rất nhiều thuộc tính của đậu binh, ví dụ như mọc lại chân tay gãy, tự phục hồi tổn hại, chỉ cần hạch tâm không bị hủy, có thể coi như bất tử bất diệt. Hơn nữa loại khôi lỗi này do có phù văn khắc vào lúc luyện chế mẫu đậu, dù cho rơi vào tay người khác thì cũng không cách nào luyện hóa để sử dụng. hô ngôn đạo nhân giảng giải, lại có nhiều công dụng kỳ diệu đến vậy ư, tiền bối nếu sở hữu phương pháp dung hợp, có thể dạy cho vãn bối được không? Hàn lập vô thức nghĩ đến bộ tiên khôi lỗi mà giải đạo nhân cải tạo thất bại, hỏi dò Như thế nào, ngươi cũng có đồ vật chân quý như tiên khôi lỗi rồi sao? Hồ ngôn đạo nhân nhíu mày, hỏi lại, với tiền bối còn là đồ vật chân quý thì làm sao vãn bối có thể có được chứ? Nhưng vừa nghe tiền bối nói như vậy, vãn bối liền nghĩ tới chuyện lo trước khỏi lo sau, ngộ nhỡ về sau vận khí tốt, nói không chừng có thể có được một cỗ tiên khôi lỗi thì sao? Hàn lập không đổi sắc mặt, mở miệng nói, ngươi tính toán hay đấy, Phương pháp dung hợp này tuy rằng thưa thất ít gặp, nhưng cũng không phải là bí mật không thể truyền, dạy cho ngươi thật ra cũng không sao cả, thế nhưng mà. Ngươi không định tay không bắt giặc đấy chứ. hô ngôn đạo nhân đảo con ngươi một vòng, xảo trá nói ra. chương 312, lôi đậu. Đương nhiên rồi, trước đây vãn bối ngẫu nhiên lấy được một vật, không biết tiền bối có hứng thú với nó hay không. Hàn lập mỉm cười, cũng không nói nhiều liền lật tay lấy ra một trang giấy mỏng manh màu vàng nhạt. Đan phương, ha ha, với tầm mắt của lão phu nhà ngươi đừng lấy mấy đan phương phổ thông ra cho đỡ phí công, tối thiểu cũng phải là địa giai đan phương mới tạm chấp nhận được. Hồ ngôn đạo nhân liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Rút lời lão khẽ vẫy tay thu lấy trang giấy vàng nhạt hàn lập vừa mới đem ra. Thừa uyển đan, cha cha, đan dược phù hợp cho chân tiên cảnh trung kỳ, khâu kỳ sử dụng, là một loại địa giai đan phương coi như cũng được. Hồ ngôn đạo nhân tấm tắc khen lạ mấy tiếng rồi cất trang giấy, tiếp đó lật tay lấy ra một thạch phiến màu trắng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy thạch phiến rồi đưa lên chán xem xét. Đồ án trận pháp cùng với các vật liệu cần chuẩn bị ta đã liệt kê rõ ràng, muốn bố trí chắc cũng không quá khó khăn. Nhưng lúc sử dụng cần phải lưu ý chuẩn bị linh thạch đầy đủ để duy trì trận pháp vận chuyển liên tục, nếu do thiếu hụt linh thạch mà bị ngắt quãng giữa chừng thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, khôi lỗi không hoàn thiện mà hạt mẫu đậu cũng sẽ hỏng. Hồ môn đạo nhân cẩn thận nhắc nhở, đa tạ tiền bối, Hàn lập cất thạch phiến khỏi chán, gật nhẹ đầu đáp lời. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi về đi, lão phu còn phải chuẩn bị tiếp khách. Hồ môn đạo nhân cũng không khách khí với hàn lập nữa mà mở miệng tiến khách. Vậy vãn bối không dám quấy dày tiền bối nữa. Hàn lập đứng dậy cáo từ, bước ra khỏi bách tử sơn trang rồi hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hắn vừa mới ra khỏi phạm vi của ngọn núi đã thấy một đạo độn quang khác từ xa bay tới, hướng về phía bách tử sơn trang hạ xuống. Bóng người trong độn quang cũng không xa lạ gì với Hàn Lập, đó chính là Vân Nghê, sư phụ của Bạch Tố Viện, một trong 13 đạo chủ của Trúc Long Đạo. Lúc trước trên quảng trường ở Thánh Khôi Môn, Bạch Tố Viện từng bất chấp những người xung quanh mà gọi Lân Tam là sư tôn, hắn vốn đã biết được thân phận của Bạch Tố Viện thì đương nhiên cũng biết Lân Tam là Vân Nghê. Sau đó mặc dù hắn không tìm Lân Tam nhận thù lao nhưng qua một số kênh tin tức biết được tại thời khắc sống còn người ra tay tương trợ chính là lão say hô ngôn đạo nhân, qua đó mới biết lão cũng là một trong 13 kim tiên đạo chủ. Kết hợp với việc của Bạch Phụng Nghĩa, lão tổ của Bạch Tố Viện, hắn mơ hồ đoán ra được mọi chuyện. Nhưng nếu hồ môn đạo nhân đã không muốn nói đến thì hắn cũng sẽ coi như không biết. Tất nhiên sở dĩ hắn tìm hiểu việc này cũng không phải vì quan tâm đến việc của lão tử quỷ mà tính đến các khả năng có thể bị thánh khôi môn tìm ra tung tích của bộ tiên khôi lỗi. Nhưng thánh khôi môn không lâu sau khi bị tấn công liền rời bỏ tông môn, mai danh ẩn thích nơi nào không rõ. Hàn Lập cân nhắc mọi việc một lần nữa rồi bay thẳng về xích Hà Phong. Sau khi trở lại động phủ, hắn liền đi vào mật thất, lật tay lấy ra miếng ngọc giản mà hô môn đạo nhân mới đem cho. Trên mặt hắn không giấu được vẻ hưng phấn, hai mắt nhắm lại, thả thần thức vào trong cẩn thận nghiên cứu. Trong ngọc giản có khắc họa trận pháp đạo binh, rất giống với trận pháp mà giải đạo nhân sử dụng trước đó, ít nhất đều chung một nguyên lý, nhưng về chi tiết lại khác nhau, vật liệu bày trận cũng khác biệt nhìn qua đồ án pháp trận xong hàn lập lại tiếp tục nghiên cứu về phương pháp dựng trận và vật liệu cần thiết hắn thấy trong ngọc giản ghi chép lại năm bộ vật liệu thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp khác nhau tùy theo tính chất của mẫu đậu về vấn đề này hắn xem kỹ bộ vật liệu thổ thuộc tính dù sao bộ tiên khôi lối cũng mang thuộc tính thổ mà hạt mẫu đậu có nguồn gốc từ hoàng cân đậu binh cũng có thể là thổ thuộc tính vô lượng xa lại còn phải sử dụng đến tài vật này sau nửa ngày hàn lập mở hai mắt lầm bầm nói hắn phất tay lấy ra hai tấm mặt nạ màu xanh, một tấm đầu trâu, một tấm đầu hổ. Hàn lập ngắm nhìn hai tấm mặt nạ, đắn đo một lúc cuối cùng đeo tấm mặt nạ đầu hổ lên mặt. Sử dụng thân phận giao thập ngũ vào thời điểm này hơi mạo hiểm, tốt nhất nên dùng cái tên khác. Đây là lần đầu tiên hắn đeo chiếc mặt nạ này từ khi có được, đến giờ mới biết nó được đánh thứ tự là hạc thập nhất. Làm quen một chút xong hắn liền ban bố nhiệm vụ tìm kiếm vô lượng xa ngẫm nghĩ một chút hắn lại ban bố nhiệm vụ thu thập nguyên liệu đạo đan giống như nhiệm vụ đã từng dùng mặt nạ đầu châu ban bố thời gian trước. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới cất mặt nạ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã trôi qua mười mấy năm. Một hôm, Hàn Lập đang ngồi tu luyện trong mật thất bỗng nhiên nghe những tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp từ ngoài động phủ truyền vào. Hắn mở hai mắt, lập tức đứng dậy ra khỏi mật thất, đi thẳng đến chỗ dược biên. Càng gần tới dược biên, tiếng nổ nghe càng rõ ràng, nét mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, bước chân càng gấp gáp, tới nơi đã thấy cây đạo binh to lớn kia đã trở nên sơ xác, héo khô. trên cây những quả đậu xanh chuyển sang màu vàng, liên tiếp nổ vỡ, từng hạt đậu màu vàng sẫm bên trong văng ra tung tóe. Hàn Lập đến gần, nhanh tay bắt được một hạt đậu vừa mới bắn ra. hắn dùng hai ngón tay cầm lấy hạt đậu đưa lên nhìn kỹ, liền phát hiện bên trên hạt đậu được khắc một đường vân hình tia chắc màu vàng kim nếu không cẩn thận xem xét thì không thể nào thấy được. Trong lòng Hàn Lập không biết nghĩ tới điều gì, từ hai ngón tay truyền vào trong hạt đậu một tia tiên linh lực. Ầm ầm, đường vân hình tia chớp trên hạt đậu lập tức sáng lên, phóng ra mảng lớn điện quang màu vàng. Lần này Hàn Lập không còn giấu được niềm vui trên khuôn mặt nữa, hắn thật sự không nghĩ tới rốt cuộc đậu binh này lại biến dị thành lôi thuộc tính. Đúng lúc này, một âm thanh bạo liệt đùng, đùng khác hẳn với những lần trước vang lên. Hàn lập ngẩng đầu nhìn liền thấy trên ngọn cây đạo binh có hai quả đậu lớn đồng thời nứt vỡ, hai hạt mẫu đậu lớn cỡ đậu tầm bắn ra ngoài. Hắn vội vàng vung tay phóng ra một chảo chụp lấy hai hạt mẫu đậu rồi quan sát cẩn thận. Mẫu đậu lớn hơn đậu thường, ngoài ra không có gì khác biệt nhiều, chỉ có đường vân hình tia chớp như được khắc sâu hơn, lồi điện chi lực ẩn chứa trong đó tinh thuần hơn mà thôi. Sau khi hai hạt mẫu đậu và tất cả đậu binh còn sót lại rơi ra hết, cây đạo binh càng khô héo trông thấy, thân cây từ màu vàng chuyển sang màu xám trong mấy hơi thở đột nhiên hóa thành bột mịn, tiêu tán không còn. Hàn lập phất tay lấy ra một cái hồ lô màu vàng, đưa tay vỗ dưới đáy, miệng hồ lô tỏa ra một luồng kim quang, từ đó chuyển ra lực hấp dẫn mãnh liệt hút hết đậu binh vùng vãi dưới đất vào trong. Vật để chứa đậu binh tất nhiên không phải loại bình thường, hồ lô này hắn luyện chế theo tâm đắc ghi trong bút ký của hồ ngôn đạo nhân. Hồ lô có công năng tương tự với túi chữ vật nhưng có điểm khác biệt, lại càng giống với linh thú đại, đậu binh ở trong đó vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí như thường thậm chí nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng đậu binh, đề cao phẩm chất, còn có thể cho vào hồ lô một ít linh dịch đã được điều phối, đây là cách hô môn đạo nhân thường xuyên làm. Thu hồi xong tất cả đậu binh, Hàn Lập hứng khởi đi về mật thất. Hai ngày sau, trong mật thất ở động phụ Hàn Lập, trên mặt đất được khắc một pháp trận hình tròn phạm vi hơn một trường. Bốn phía pháp trận có rất nhiều lỗ khảm, bên trong có chứa các loại linh tài và mấy viên tiên linh thạch giạt rào linh khí. Giữa pháp trận lại có một đài cao màu vàng, nhìn qua giống với tháp canh thành thường gặp ở thế tục trên đỉnh bốn phía có tường cao bao quanh ở giữa thấp hơn mấy trăm hạt đậu binh đều nằm trong đó trận pháp này được ghi chép trong bút ký của Hồ ngôn đạo nhân có tên là minh lôi tỏa nguyên trận chuyên dùng để luyện chế đậu binh thuộc tính lôi đài cao màu vàng giữa pháp trận kia được làm từ câu lôi mộc tạo thành một tế đàn cỡ nhỏ là hạch tâm của lôi trận chọn lửa ả à pháp trận luyện chế đậu binh phải dựa vào thuộc tính của đậu binh sau khi thành thục ban đầu hàn lập còn nghĩ rằng khả năng cao đậu binh của mình sẽ kế thừa thuộc tính của hoàng cân cự nhân nên chuẩn bị pháp trận thổ thuộc tính làm chủ thế nhưng không nghĩ tới do đậu binh bị biến dị nên cho dù vẫn ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính nhưng lại không rõ ràng và nhiều bằng lôi thuộc tính nên có thể gọi loại này là lôi đậu vì thế hàn lập quyết định lựa chọn minh lôi tỏa nguyên trận để luyện chế đậu binh kiểm tra xong tất cả một lần nữa hắn liền ngồi xuống phía trước pháp trận lật tay lấy ra một việc đan dược uống vào Lời hô ngôn đạo nhân nhắc nhở hắn không dám quên, bố trí xong pháp trận này đã làm hắn tiêu hao không ít tiên linh lực nên trước khi luyện chế đậu binh cần phải đem tinh lực bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới được. Hắn nhắm mắt tĩnh tọa hồi lâu mới mở hai mắt, bắt đầu thúc giục pháp trận. Hai bàn tay bấm niệm pháp quyết, cách không chỉ thẳng vào đài cao giữa pháp trận, một sợi điện quang màu vàng chui ra từ đầu ngón tay như linh xảo uốn éo chui vào đài cao. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, cả tòa đài cao tỏa ra ánh sáng chói chang, vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra từ phía hóa thành một màn sáng hình tròn bao phủ cả pháp trận. Cùng lúc đó những viên tinh linh thạch khảm nạm khắp nơi cũng được kích hoạt, phát sáng, từng sợi linh lực tinh thuần chảy vào đồ án được khắc trên mặt đất. Đài cao màu vàng kịch liệt rung động, những hạt đậu bên trong không thể nằm yên, nảy lên nảy xuống. Hàn lập thấy thế, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, hai bàn tay nhấc lên, những hạt đậu như có bàn tay vô hình nâng lên, bay ra khỏi đài cao, lơ lửng trong màn sáng hình tròn. Dưới màn sáng, hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa như hai vầng trăng tròn, còn những hạt đậu binh còn lại quay quần xung quanh, nhìn như quần tinh trùng nguyệt, lóe ra từng trận quang mang. chương 313, một lối đi riêng, kim lôi tỏa nguyên, chói. hàn lập hợp hai tay bàn, quát lớn, kim văn trên đài cao màu vàng trở nên sáng rõ, một đạo lôi trụ màu vàng to bằng bắp chân phóng lên trời, đánh thẳng trên mái vòm, một mảnh điện quang tán loạn khắp nơi. Hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa lôi trụ, phát ra mấy trăm đạo điện quang hóa thành một tấm lưới điện bao phủ lấy tất cả đậu binh xung quanh. Thanh âm đông đốp vang lên thật lớn, trong lưới điện, những sợi tia điện màu vàng lan tỏa như những nhánh cây, kết nối các hạt đậu lại với nhau. Hai hạt mẫu đậu trong lôi trụ lại giống như thân cây làm cho toàn cảnh nhìn như một gốc lôi thụ màu vàng. Trên mặt đất, từng sợi linh lực chảy ra từ linh thạch, tràn vào lôi thụ rồi theo nhánh cây chui vào trong các hạt đậu, khiến cho đường vân tia chớp khắc họa trên vỏ đột ngột sáng lên, tỏa ra kim quang rạng rỡ. Nhìn lôi thủ cùng với đậu binh phảng phất như một cây cao sum xuê chữ quả khiến Hàn Lập không khỏi vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay thay đổi pháp quyết, mở miệng quát. Minh lôi chân văn, sinh, dứt lời, pháp trận khác trên mặt đất sun lên, vị trí các tiết điểm ở trận văn hiện lên các đốm ô quang nối liền với nhau tạo thành đường vân hình một loại thú cổ quái. Nó có hình dáng như trâu nhưng trên đầu lại mọc sừng rồng, từ tỷ lệ hình dáng có thể thấy nó khá to lớn, phần bụng tròn vo được minh khắc vô số phù văn cổ xưa, từ đó truyền ra những trận lôi điện ba động mãnh liệt. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là dưới thân con thú chỉ có một cái chân to lớn, trắng kiện màu đen, đằng sau còn có một cái đuôi dài như chiếc roi. Ngoài đời, đây là một loài linh thú kỳ dị có tiếng tăm lừng lẫy ở chân tiên giới, vốn sinh ra đã có khả năng sử dụng cửu thiên lôi điện, thường lấy đuôi dài đánh bụng, phát ra tiếng sấm rền, có tác dụng xua đuổi âm hồn tà ma, là khắc tinh vạn quỷ. Thấy đạo văn đã hình thành, ánh mắt Hàn Lập càng trở nên chăm chú, nhẹ thở ra một hơi hắn biết thời khắc quan trọng nhất trong việc luyện chế đậu binh đã tới hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết mới môi nhúc nhích ngâm tụng chú ngữ không ngừng theo tiếng ngâm tụng phù văn lôi quỳ trên mặt đất phát ra ô quang mạnh mẽ bay thẳng lên xuyên qua các hạt đậu lên tận màn sáng lôi điện trên mái vòm hàn lập thấy thế lam quang trong mắt càng thịnh vô số đạo thần niệm biến thành tinh thi phóng ra từ mi tâm đánh vào trong lôi thụ màu vàng hai tay trước người biến đổi không ngừng vẽ lên hư không mà theo động tác đang biến hóa liên tục của hắn tất cả các hạt đậu đang treo trên lôi thụ cũng sao động, trên từng hạt xuất hiện những điểm ô quang, công việc khắc họa phù văn chính thức bắt đầu. Bên ngoài pháp trận, hai tay Hàn Lập biến đổi chóng mặt, khiến người khác nhìn vào váng đầu hoa mắt, mà ở vị trí hạt đậu trong pháp trận thì ngược lại, những đường vân màu đen kia xuất hiện cực kỳ chậm chạp, như ốc sên bò, từ từ từng chút một vẽ thành hình phù văn. Khắc họa phù văn rất hao tổn thần niệm, nên nếu là tu sĩ chân tiên cảnh bình thường thì gần như sẽ tách từng nhóm đậu binh ra khắc họa để giảm gánh nặng cho bản thân cách này cũng được nhưng lại có nhược điểm. Bởi vì không được luyện chế cùng một thời điểm nên ngoài trừ một nhóm hạt đậu luyện chế cùng lần với mẫu đậu thì mối liên hệ giữa các nhóm khác và mẫu đậu sẽ yếu hơn rất nhiều. Điều này khi sử dụng bình thường không bị quá nhiều ảnh hưởng, trong giao tranh cũng không phát sinh biến cố, nhưng lúc bố trí trận pháp như Hoàng Cân Đạo Binh năm đó thì sẽ thấy rõ sự khác biệt, phản ứng của đám đậu binh sẽ có chút trì trệ. Hàn Lập có thần thức cường đại viễn siêu đồng dai nên tất nhiên lựa chọn xử lý tất cả đậu binh một lần, thời gian nhanh chóng trôi đi, mới đó đã qua một tháng. Hàn Lập đang chú tâm vào việc mình làm, chỉ biết khắc và khắc, không còn cảm nhận được thời gian xung quanh. Chỉ thấy hai tay hắn từ hai bên khép lại, phù văn lôi quỷ đã hoàn toàn được khắc họa trên mỗi hạt đậu trong pháp trận, tất cả phát ra một mảnh ô quang bắt mắt. Hàn Lập thấy vậy, làm quang trong mắt dần biến mất, vẻ mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng miệng lại lộ ý cười. Trận pháp trong mật thất quang mang ảm đạm, tất cả hồ quang điện màu vàng dần dần thu lại hội tụ vào hai hạt mẫu đậu, màn sáng lôi điện bao phủ bên ngoài cũng lập tức biến mất sau khi mẫu đậu thu xong lôi điện thì lôi thụ cũng không còn tất cả hạt đậu chậm rãi hạ xuống một lần nữa quay về đài cao màu vàng hàn lập gỡ hồ lô bên hông xuống đưa tay vỗ dưới đáy từ miệng hồ lô phóng ra cột sáng màu vàng thu hết đậu binh vào trong riêng hai hạt mẫu đậu hắn không cho vào hồ lô mà cất riêng bên ngoài làm xong hết mọi việc hắn thở một hơi dài mệt mỏi uống vào một viên đan dược màu xanh rồi nhắm mắt điều tức sang ngày thứ hai ở một sơn cốc đầy tuyết trắng trong lãnh địa xích Hà Phong có một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, thân ảnh Hàn Lập đột một xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua sơn cốc, tìm một khu vực tương đối rộng rãi, bằng phẳng bay tới. Sau khi đáp xuống, hắn lấy hồ lô bên hông, lẩm bẩm ngâm tụng chú ngữ, một lúc sau ánh sáng chói mắt từ miệng hồ lô tỏa ra, những hạt đậu màu vàng sẫm nhau nhau bắn ra rơi xuống đất như mưa rào. Đậu binh vừa chạm đất, từng chuỗi âm thanh đùng đùng vang lên, ánh sáng lóa mắt chớp lên liên tục, từng đạo binh giáp sĩ cao khoảng một trượng thình lình hiện ra bọn nó có hình dáng tương tự với hoàng cân lực sĩ năm đó nhưng trên thân lại có thêm một bộ áo giáp áo giáp lại được khắc những đạo phù văn lôi điện mấy trăm danh lực sĩ đứng thẳng tạo thành một đội hình chỉnh tề nhìn rất có uy thế hàn lập cong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh chém lên người một tên đạo binh keng một tiếng thật lớn lôi giáp đạo binh văng ra ngoài nện xuống mặt đất tạo thành một hố to sau một khắc lôi giáp đạo binh đứng dậy bay về vị trí cũ áo giáp trên lồng ngực của y bị xuyên thủng ngực cũng bị chém thành vết nhưng không sâu lắm không ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động hàn lập thấy vậy khẽ gật đầu đạo kiếm khí vời rồi hắn chỉ vận dụng một phần trăm sức lực nhưng một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường cũng chưa chắc đỡ được vậy mà chỉ làm thương nhẹ lôi giáp đạo binh xem ra khả năng phòng ngự của bọn chúng còn cao hơn dự đoán của hắn hàn lập hơi trầm ngâm tâm niệm khẽ động những danh lôi giáp đạo binh lao nhanh về phía trong cốc áo giáp trên thân hiện ra điện quang màu vàng tốc độ nhanh chóng được gia tăng, lao đi như những tia chớp, nhanh hơn những hoàng cân lực sĩ trước kia không biết bao nhiêu lần. Vừa tiến vào sâu trong thung lũng, lôi giáp đạo binh chia làm hai tổ, quần chiến. Tiếng ầm âm vang cả núi rừng, vô số lôi điện tóe ra, như thiên binh vạn mã. Toàn bộ sơn cốc chấn động mãnh liệt, tuyết trên các đỉnh núi xung quanh lở ra đổ sụp. Đứng từ xa quan sát trận chiến Hàn Lập phát hiện phương thức chiến đấu của bọn chúng giống ý hệt với hoàng cân lực sĩ, không biết tiến thoái mà chỉ biết lao lên phía trước chém giết bạt mạng nhưng năng lực hồi phục của lôi giáp đạo binh lại mạnh hơn chỉ cần không bị đánh hoàn toàn tan nát thì dù có bị gãy tay xuyên ngực cũng đều có thể hồi phục nhanh chóng điều này cũng khiến hàn lập vui mừng hơn nhiều sau đó hàn lập lại điều khiển đạo binh bố trí mấy trận pháp nhưng không được suôn sẻ cho lắm tuy nhiên hắn biết nguyên nhân là do số lần diễn luyện đang quá ít nên cũng không để ý nhiều với thực lực mà đám đạo binh này thể hiện hắn đã hài lòng lắm rồi thử nghiệm xong hắn liền thu hồi tất cả đạo binh rồi nhanh chóng quay về động phủ Vừa về tới Hàn Lập đã đi vào mật thất, lật tay lấy ra một viên cầu kim loại. Giải Đạo Hữu, hắn gọi khẽ, một lát sau, trên bề mặt kim cầu vỡ ra những vết nứt thật sâu, mấy chân nhỏ thò ra, tiếng kim loại va chạm chói tai, một con cua màu vàng xuất hiện. Hàn Đạo Hữu gọi ta ra, không biết có chuyện gì. Giải Đạo Nhân ngửa mặt nhìn Hàn Lập hỏi, cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước ta lấy được một phương pháp có thể dùng pháp trận để dung hợp đậu binh và khôi lỗi nên muốn cùng Đạo Hữu cùng nghiên cứu một chút. Hàn lập đáp lời, Hàn đạo hữu muốn dùng đậu binh dung hợp với bộ tiên khôi lỗi kia hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, phương pháp này đối với tiên khôi lỗi thiếu thốn hạch tâm không có tác dụng. Giải đạo nhân nghe thế, lúc lắc cái đầu to trả lời. Giải huynh khoan hắng vội kết luận, trước tiên hãy xem hạt mẫu đậu này đi đã. Hàn lập vừa cười vừa nói, hắn đảo tay lấy ra một hạt mẫu đậu màu vàng to bằng đậu tầm, phía trên được khắc hỏa thú văn lôi quỳ, còn được khảm nạm điện văn vàng kim hàn lập cầm hạt đậu lên đặt bên cạnh giải đạo nhân giải đạo nhân ồ lên một tiếng rồi lập tức quan sát hạt mẫu đậu một lượt rồi ngước lên đôi mắt nhỏ màu vàng chăm chú nhìn hàn lập mở miệng nói vậy vậy mà hạt đậu này có xong thuộc tính lôi thổ ý đạo hữu là muốn không sai lúc trước giải huynh và tiên khôi lỗi dung hợp thất bại nguyên nhân chính là do thuộc tính không phù hợp nhưng hôm nay có hạt mẫu đậu này dung hòa biết đâu lại có một chút cơ hội hàn lập gật đầu nói tiếp điều này cũng có thể là một phương pháp mới một lối đi riêng có thể cho ta xem pháp trận để hỗ trợ quá trình dung hợp một chút được không giải đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói hàn lập không nói gì lấy ra miếng ngọc giản đem tới giải đạo nhân dùng một càng cua kẹp lấy đưa lên nghiên cứu một lát sau hắn thả miếng ngọc giải hướng về phía hàn lập trịnh trọng nói hàn đạo hữu lôi trận lúc trước ta dùng chuyên về phương pháp chuyển hóa dần dần như nước chảy đá mòn từng tí một thay đổi tiên khôi lỗi nhưng pháp trận này lại thuộc loại mạnh mẽ cải biến chỉ cần một lần là xong. Nếu thất bại, hạt mẫu đậu giá trị liên thành này chắc chắn sẽ hỏng, ta và bộ tiên khôi lối kia cũng sẽ bị thương tổn, đạo hữu cân nhắc chắn chắn muốn thử chứ. chương 314, Dung Hợp, ta đây không nghĩ là giải huynh sẽ bị liên lụy, tuy nhiên người ta thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm, mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng nhau. Nếu giải huynh có thể thành công dung hợp với bộ tiên khôi lỗi, ngay lập tức có thể sử dụng năng lực kim tiên thì ta cảm thấy rất đáng để thử một lần chỉ là không biết giải huynh có muốn đánh cược hay không. Hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói, từ khi hắn chém giết trọng loan tới nay, trải qua 200 năm bình an vô sự, nhưng trong lòng hắn Thủy chung không thể nào hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy, hắn đã một mực tích chứ tài nguyên, chuyên tâm tu luyện, với mong muốn sau khi bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ có thể cô động ra sợi tơ pháp tắc thời gian, tăng thực lực bản thân để có thể chống lại tu sĩ kim tiên cảnh. Kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công nhưng cơ duyên xảo hợp trước mắt có cơ hội có được một gã kim tiên trợ giúp thì hắn không muốn bỏ qua. Giải đạo nhân nghe xong, im lặng cả buổi, có chút trần chờ. Việc này hàn mố cũng không ép giải đạo hiếu. Ngoài ra, có một chuyện cần phải nói rõ, nếu dung hợp thành công, đạo hiếu và tiên khôi lối cùng mẫu đậu sẽ thành một thể, về sau liên hệ với ta càng thêm chặt chẽ, nhưng cũng bởi vì có quan hệ cùng mẫu đậu nên sẽ càng bị ta ước thúc. Điểm này không thể nào tránh khỏi, hy vọng giải huynh suy nghĩ hết sức cẩn thận. Hàn Lập cũng không thúc giục, thẳng thắn nói. Hồi lâu sau, giải đạo nhân mới ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, nói chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa lúc còn ở linh giới, ta nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần. Tốt, ta liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hàn Lập gật đầu nói, thời gian nhoáng cái trôi qua, lại qua một tháng. Hàn Lập ở bên trong động phủ mở ra thêm một gian mật thất rộng lớn, trong đó dựng lên tám cây câu lôi một khắc đầy phù văn, trên mặt đất sớm đã khắc họa một tòa đại trận nhìn qua vô cùng phức tạp, ở trên các điểm trọng yếu liên kết trận văn có đặt nhiều loại tài liệu có cả vô lượng xa bên ngoài pháp trận ở bên trong những chỗ khảm có đặt từng viên tiên nguyên thạch tại trung tâm pháp trận có một gã nam tử áo vàng mặt vuông lông mày nhỏ đang khoanh chân ngồi chính là bộ tiên khôi lỗi lấy được từ thánh khôi môn hàn lập đứng bên ngoài pháp trận cổ tay khẽ đảo liền xuất hiện một quả cầu màu vàng chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên quả cầu màu vàng liền hóa thành một con cua màu vàng giải đạo hiếu Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi. Ánh mắt Hàn Lập nhìn vào con cua vàng nói. Con cua màu vàng không nói gì, chỉ thấy toàn thân nổi lên từng tầng hồ quang điện, liền biến thành lôi cầu màu vàng hạ xuống lồng ngực của nam tử áo vàng, điện quang lóe lên chui vào trong rồi biến mất. Hàn Lập thấy thế lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên từng hồi chú ngữ. Một tiếng ô, ô, n, ng, g vang lên, bên trong mật thất sáng lên một luồng hào quang, phía trên pháp trận tiếng gió không ngừng chỉ thấy một luồng gió lốc màu vàng bay lên, hóa thành một vòng xoáy màu vàng đất, bao phủ toàn bộ tiên khôi lỗi vào bên trong. Rất nhiều loại tài liệu cũng bị cơn lốc cuốn lấy, ào ào bay vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, hào quang trên người nam tử áo vàng đại thịnh, phía trên áo bảo bay ra từng cái phù văn rơi vào trong vòng xoáy. Những tài liệu bên trong vòng xoáy khi vừa tiếp xúc với những phù văn này thì ngay lập tức lóe lên rồi phân giải thành bột mịn, cuồn cuộn cuốn tới phía nam tử áo vàng. Hàn lập thấy thế, cổ tay khẽ lật, lấy ra một hạt lớn cỡ hạt đào, chính là một trong hai quả mẫu đậu thu hoạch được trước đây. Một tay hắn ném về phía trước, mẫu đậu liền hóa thành một đạo hoàng ảnh, lóe lên rồi ngay lập tức rơi vào chính giữa pháp trận rồi biến mất. Mẫu đậu sau khi vào bên trong pháp trận liền trôi nổi phía trên đỉnh đầu nam tử áo vàng, bị mấy tấm phù văn dán lên nhưng cũng không lập tức bị tan rã mà hào quang lại đột nhiên sáng ngời, từ đó hiện ra hư ảnh một gốc đạo binh. Hư ảnh này cao hơn một trượt, đứng ngay phía trên pháp trận, Thân cây vừa vặn bao phủ nam tử áo vàng vào giữa. Hai tay Hàn Lập Vốn đang bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một tay đưa về phía trước, một tay thì vỗ lên trên mặt đất. Nương theo một trường này, mấy miếng tiên nguyên thạch trên pháp trận đồng thời sáng lên hào quang, từng sợi tiên linh lực tinh thuần theo bộ rễ hư ảnh cây đạo binh chảy nhẹ vào bên trong thân cây. Chỉ thấy hào quang hư ảnh cây đạo binh đại thịnh, tất cả linh tài không ở trong cơ thể nam tử áo vàng đều bị tan rã, ngay lập tức vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm một trận điện mang lưu chuyển vang lên tám cây câu lôi mộc phía ngoài pháp trận sáng lên từng cái phủ văn từng đạo điện quang màu vàng như lôi xà bắn ra tụ về phía nam tử áo vàng cùng lúc đó tại chỗ ngực của nam tử áo vàng cũng xoẹt một tiếng sáng lên mảng lớn từ kim điện quang như là khoác thêm một kiện pháp bảo điện quang thùng thình hàn lập thấy thế trong lòng đã biết đây là lúc giải đạo nhân bắt đầu thử nghiệm dung hợp cùng khôi lỗi lập tức thu bàn tay đang đặt trên mặt đất một lần nữa bấm niệm pháp quyết đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng sấm, phía sau nam tử áo vàng hiện lên hư ảnh một con cua màu vàng vô cùng to lớn, đường vân màu tím quấn quanh tám cái chân cũng lóe lên từng đạo điện quang. Nhanh, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía pháp trận, hai tay đẩy về phía trước, tiên linh lực trong cơ thể cuồn cuộn đưa vào pháp trận như trường giang đại hải. Ầm ầm ầm, bên trong mật thất tiếng nổ vang không ngừng, bốn vách tường xung quanh cũng kịch liệt chấn động. Cũng may Hàn Lập đã đoán trước việc này, sớm đã bày ra pháp trận gia cố và ngăn cách âm thanh, nếu không chấn động lúc này đủ để khiến cả tòa xích hà phong sinh ra động tĩnh không nhỏ. Theo chấn động không ngừng tăng lên, hào quang màu vàng và tử kim điện quang trong mật thất kịch liệt chấp động. Động tác hai tay hàn lập không thay đổi, vẫn tiếp tục rót tiên linh lực vào, thần thức biến thành từng sợi tơ thăm dò vào bên trong, dẫn dắt, cưỡng ép mẫu đậu, tiên khôi lỗi và giải đạo nhân dung hợp lại với nhau. Bên trong mật thất, hư ảnh con cua màu vàng và hư ảnh cây đạo binh đồng thời chậm rãi thu nhỏ lại, từ hơn một trượng xuống còn 6-7 xích, sau đó lại rút xuống hai ba thước. Điện quang màu vàng bên trên cũng lập tức ngưng tụ về trung tâm. Không biết qua bao lâu, tất cả hào quang đồng thời thu liễm, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng lớn chừng nắm tay, lơ lửng ngay ngực của nam tử áo vàng, trong đó mơ hồ có thể thấy hư ảnh một cái cây nhỏ và một con cua màu vàng. Giờ phút này tiên linh lực trong cơ thể hàn lập hầu như đã chảy hết vào bên trong pháp trận, thần thức tiêu hao cũng thập phần to lớn, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Hợp cho ta, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, miệng phát ra tiếng hét to. Tiếp theo trong nháy mắt, tiên linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, toàn bộ tuôn đến phía nam tử áo vàng. Trên mặt đất truyền đến tiếng vang nhỏ, tiên linh lực bên trong bảy tám miếng tiên nguyên thạch đồng thời toàn bộ tuôn ra, hóa thành từng sợi tơ xám trắng, sau đó vỡ vụn ra. Chỉ thấy ở chỗ ngực của nam tử áo vàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên sáng lên, ngay lập tức hấp thu quang cầu màu vàng. Chỉ một thoáng sau, tiếng sấm ầm ầm nổ vang một đạo thiểm điện từ trong cơ thể nam tử áo vàng sinh ra, tựa như một đạo tử kim lôi trụ phóng lên cao, làm đỉnh mật thất nổ tung bắn vào không trung, cả tòa xích hà phong cũng theo đó mà chấn động. Cũng may lôi trụ này chỉ tồn tại mấy hơi thở, đột nhiên thu lại rồi biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong mật thất, bởi vì trong cơ thể không còn tiên linh lực, chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể huyền tiên ngăn cản nên hàn lập bị cỗ điện mang nổ tung hất tung, nện mạnh vào vách tường, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi, sau khi ổn định lại thân hình, liếc thấy nam tử áo vàng không hề nhúc nhích dù dị trạng vừa qua thì hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên đan dược vàng óng nuốt ngay vào, cái đó lại lật tay lấy ra một miếng tiên nguyên thạch, nắm trong tay, rồi nhắm mắt điều tức. Ước chừng một khắc sau, hắn mới chậm rãi mở to hai mắt, nhổ sạch máu loãng còn sót lại ra. Bên phía đối diện, mi mắt nam tử áo vàng đột nhiên khẽ động, mở ra hai mắt, lộ ra bên trong đôi mắt màu vàng nhạt. Chúc mừng giải đạo hữu lần nữa được tân sinh, Hàn mỗ trước còn lo lắng trong quá trình dung hợp sẽ xảy ra vấn đề gì, xem ra là thừa rồi. Hàn lập thấy vậy, bất động thanh sắc chúc mừng, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy dựng lên. Ngay lúc trước hắn thả thần thức ra để tra xét khí thức trên người nam tử áo vàng, phát hiện đối phương quả nhiên đã có tu vi tương đương với kim tiên cảnh sơ kỳ. May mà tại nơi trọng yếu, hoặc có lẽ do có quan hệ với mẫu đậu mà trong thần hồn của giải đạo nhân đã có thêm một tầng cấm chế. Việc này còn phải cảm ơn hàn đạo hữu tương trợ. Chẳng qua hiện nay mặc dù ta và bộ tiên khôi lỗi này đã dung hợp thành công nhưng bởi vì kết hợp với đạo binh, lực lượng trong cơ thể có chút tạp nham, khó có thể bình phục ngay, cần tiếp tục bế quan thêm một đoạn thời gian mới có thể triệt để nắm giữ. Giải đạo nhân tiếp tục nói, giải đạo hữu có thể yên tâm bế quan, nếu cần tiếp ứng các loại tài liệu linh thạch cứ việc nói với tại hạ là được. Hàn lập gật đầu nói, giải đạo nhân nghe vậy, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại điều tức. Lúc này trong mắt Hàn Lập mới hiện ra tia vui mừng, hắn cũng không ở lại lâu, liền đứng dậy, đi ra ngoài mật thất. Nếu như sự tình ở đây cần thêm thời gian thì hắn cũng tính đi làm một số chuyện khác. Đỉnh núi Hồ Lô giữa dãy núi Trung Minh, một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống phía trước đại điện màu vàng, hiện ra thân ảnh hàn lập. Hắn nhìn thoáng qua tấm biển trên cửa điện, sau đó cất bước tiến vào bên trong. Bên trong tiên dược các, tủ thuốc nhiều vô kể, lại có chút náo nhiệt. Phía trước một ngăn tủ, Diệp Nam Phong đang mời chào một lão giả dâu dài thấy hàn lập tiến đến diệp nam phong tươi cười cất tiếng chào hỏi hàn lập gật đầu đáp lại ý bảo gã có bận việc thì cứ làm còn mình thì lại bước tới tủ thuốc ở giữa điện đứng xem không bao lâu lão giả dâu dài tựa hồ đã tìm được cái mình cần hoàn thành giao dịch xong liền rời đi ha ha lệ trưởng lão thật sự là rất lâu rồi không gặp diệp nam phong vừa cười vừa nói bước nhanh về phía hàn lập diệp trưởng lão lâu không đến chủng loại dược liệu của tiên dược các tựa hồ tăng lên không ít hàn lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc nói ra ha ha thật sự mà nói không gì có thể qua mắt được lệ trưởng lão lại nói tiếp việc này cũng may mắn nhờ có mộc đạo chủ diệp nam phong cười nói phi vũ phong mộc đạo chủ hàn lập nghe vậy khẽ giật mình bổn tông không lẽ còn có vị mộc đạo chủ thứ hai nào sao diệp nam phong chấp chấp hai mắt hỏi tại hạ không phải có ý này chẳng qua có nghe nói vì một đạo chủ này bế quan cũng gần 10 vạn năm không ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây đã xuất quan? Hàn Lập như tùy ý hỏi một câu, mười 315, đệ nhất đạo chủ, xem ra lệ trưởng lão gần đây cũng bế quan khổ tu, khó trách khí tức trên người tăng mạnh không ít. Không sai biệt lắm khoảng trăm năm trước, một đạo chủ đột nhiên tuyên bố xuất quan, mang theo mấy tên đệ tử thân truyền đi một chuyến đến Thượng A Đại Lục, nơi đây nhiều ra không ít linh tài chính là đến từ Thượng A Đại Lục diệp nam phong vừa cười vừa nói thì ra là thế đúng rồi ta lần này tới là mua một ít linh tài phiền diệp trường lão hỗ trợ nhìn xem hàn lập như có điều suy nghĩ gật đầu lập tức lời nói xoay chuyển lấy ra một khối ngọc giản đưa tới ha ha mỗi lần lệ trưởng lão đến cũng mang đến cho diệp mỗ sinh ý không ít tiên dược các cái khác không nói nhưng chủng loại linh tài cũng là số một số hai ở toàn bộ cổ vân đại lục diệp nam phong tiếp nhận ngọc giản thần thức chui vào trong đó Nụ cười trên mặt lại từ từ biến mất hàn lập nhìn thần tình biến hóa trên mặt diệp nam phong nhưng lại không biểu lộ vẻ gì ngoài ý muốn cái này lệ trưởng lão muốn mua những tài liệu này theo ta được biết bây giờ trong các cũng không có sau một lúc lâu diệp nam phong lắc đầu nói ra không sao những linh tài này xác thực không dễ tìm bất quá diệp trường lão giao du rộng lớn nếu có tin tức đề cập đến những tài liệu này cũng có thể báo cho lệ mỗ biết tại hạ tất có thâm tạ hàn lập nói thực không dám giấu giếm, phần danh sách này của lệ trưởng lão có không ít linh tài, không có cái nào mà không phải là kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí có một ít ta mơ hồ nhớ là đã gặp trên một ít sách cổ, chỉ sợ là có lòng nhưng không có lực. Đương nhiên, Diệp Mỗ cũng sẽ lưu ý nhiều hơn, nếu có tin tức trước tiên sẽ báo cho lệ trưởng lão biết đấy. Diệp Nam Phong có chút lúng túng nói, ngữ khí thập phần khách khí. Vậy liền đa tạ Diệp trường lão rồi, Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì nữa, hướng phía đối phương chắp tay những ngày này hắn tìm kiếm khắp nơi những linh tài còn thiếu để luyện chế đạo đan hầu như tất cả con đường cũng đã tìm không nghĩ tới vẫn không thu hoạch được gì lệ trưởng lão người cũng không cần nhụt trí nếu như thường ngày muốn tìm những tài liệu này tự nhiên là khó khăn ngàn vạn bất quá lúc này chưa hẳn diệp nam phong đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra a à, diệp trường lão chuyện đó là như thế nào hàn lập trong lòng khẽ động vội vàng hỏi về việc này bây giờ trong tông còn chưa lưu truyền ra bất quá theo ta được biết vài năm nữa bách lý đạo chủ của bổn tông sẽ xuất quan. Diệp Nam Phong kê sát vào Hàn Lập, hạ giọng nói. Đệ nhất đạo chủ, Hàn Lập nghe chuyện đó, hơi ngẩn ra. Bách lý đạo chủ bách lý viêm, chính là tục danh đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo. Người này nghe nói sớm đã tu luyện đến kim tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thái ất ngọc tiên trong truyền thuyết cũng chỉ là một bước ngắn. Bất quá nghe nói vị đệ nhất đạo chủ này quanh năm bế quan tìm hiểu đại đạo, trong tông không ít người thậm chí chỉ nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua khuôn mặt thật. Lễ trưởng lão mới vào bổn tông gần ngàn năm, không rõ việc này cũng là bình thường, dù sao bách Lý đạo chủ xuất quan lần gần nhất đã là chuyện mấy vạn năm trước. Dựa theo lệ cũ, lão nhân gia ngài mỗi lần xuất quan đều cử hành một lần đại hội truyền giảng. Đến lúc đó không chỉ có trưởng lão tông môn tụ tập tham gia, không ít đồng đạo toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng sẽ nhao nhao chạy đến quan sát. Thịnh hội như thế, vạn tu tụ tập, cho nên trước lúc bắt đầu đại hội đều có các loại hoạt động trao đổi, đấu giá hội, đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện tài liệu lệ trưởng lão cần. Diệp Nam Phong nói ra, trên mặt vậy mà mơ hồ hiện ra vẻ kích động khó nén được. Thì ra là thế, không thể tưởng được tông môn còn có loại thịnh hội này, đa tạ Diệp trường lão chỉ điểm. Ánh mắt hàn lập sáng lên, gật đầu nói, bất quá là một tin tức mà thôi, huống chi việc này chỉ sợ sau đó không lâu sẽ được truyền ra, lệ trưởng lão không cần khách khí. Diệp Nam Phong cười nói, hàn lập cười cười, không có xoắn suýt việc này, lật tay lấy ra một quả ngọc giản nói diệp trường lão trừ những thứ vừa mới kia tại hạ còn muốn biết những tài liệu này trong các có hay không thứ trong ngọc giản này là một loại tài liệu tên là vạn luân đan vạn luân đan là một loại đan dược thích hợp cho tu sĩ chân tiên hậu kỳ phục dụng đan phương này cũng là đến từ chỗ bình diêu tử tiếc là vẻn vẹn chỉ có một chương này hắn bây giờ đã tiến cấp tới chân tiên hậu kỳ đan dược trước kia đã không thể dùng do đó cần phải tìm kiếm đan dược mới khác vạn luân đan này tựa hồ cũng không phải là đan dược bình thường cho chân tiên hậu kỳ tài liệu cần thiết cũng là bất phàm hắn từ mấy trăm năm trước đã chuẩn bị chu đáo không tiếc đại giới cho đám người mộng vân ra ngoài tìm kiếm bất quá đến bây giờ đám người mộng vân đã tìm được ba bốn chủng tài liệu phụ trợ nhưng ba loại tài liệu chính cần thiết luyện chế vạn luân đan một cái cũng không thể tìm được không dối gạt lệ trưởng lão những tài liệu này có chút bất phàm hẳn là vị địa đan sư bằng hữu của các hạ muốn a thực tế ba loại tài liệu chính vạn luân quả lạc anh hoa Huyết tinh ngẫu này cực kỳ ít thấy, tài liệu phù trợ ngược lại là có thể phối chế, bất quá tài liệu chính trong tiên dược các chúng ta cũng chỉ có một loại lạc anh hoa mà thôi. Diệp Nam phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, có chút cười khổ nói ra: Gã luôn luôn tự ngạo các loại linh thảo linh tài trong tiên dược các cực kỳ đầy đủ, không nghĩ tới hôm nay liên tiếp bị nhục. Không sai, là vị bằng hữu kia của ta trước đây ít năm chợt có được một chương cổ đan phương, nhưng hắn tìm linh tài khắp nơi đều không tìm được, cho nên mới hỏi nơi này của ta một chút. Nếu có một bộ phận, vậy trước tiên lấy những thứ này đi." Hàn Lập gật đầu nói, chưa tới nửa giờ sau, Hàn Lập đi ra tiên dược cát, trên mặt mơ hồ có chút đau đớn. Tài liệu Vạn Luân Đan đắt đỏ dị thường, tuy chỉ mua mấy phần tài liệu, nhưng hắn bỏ ra không ít tiên nguyên thạch, trong đó đặc biệt là anh hoa đắt đỏ nhất, chính là một cây ngàn năm tuổi, dĩ nhiên cũng lấy của hắn hết 15 khối tiên nguyên thạch. May mà hoa này thông qua bình nhỏ có thể thúc dục sinh sôi nảy nở, ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn. Hàn lập không có tiếp tục lưu lại bên ngoài, lập tức quay về Xích Hà Phong. Dựa theo lời nói của Diệp Nam Phong, còn mấy năm nữa đệ Nhất đạo chủ mới xuất quan, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện tài liệu hắn cần, nhưng giá chỉ chỉ sợ cũng là xa xỉ. Những năm này hắn luyện đan liên tục, hao tốn rất nhiều. Giờ phút này tiên nguyên thạch trên người tuy rằng không thiếu, nhưng chưa hẳn bảo đảm, phải nghĩ biện pháp tìm nhiều tiên nguyên thạch hơn. Hàn lập ngồi trong mật thất, hơi trầm ngâm, thần thức chui vào trong túi chữ vật. Sau đó hắn vung tay lên, trên mặt đất sầm ào ào, một tiếng linh quang lóe lên, nhiều ra một đống linh bảo, công pháp. Những thứ này đều là di vật ba người trọng loan, tuy rằng lúc trước bán đi một bộ phận, nhưng vẫn thừa không ít, còn chưa kịp xử lý, bây giờ thời gian có hạn, đi làm nhiệm vụ hiển nhiên không kịp, nhưng nếu xử lý sạch sẽ toàn bộ mấy thứ này, ngược lại có thể trong thời gian ngắn thu thập một khoản không nhỏ tiên nguyên thạch rồi. Hàn lập lật tay lấy ra mặt nạ đầu hổ mang lên mặt gọi ra trận bàn mở ra giao diện giao dịch đặt từng cái mấy thứ này ở thanh giao dịch để nhanh chóng bán đi hắn ghi giá tiền hơi thấp một tí xử lý xong những chuyện này hắn đi vào dược viên lấy ra một cái hộp ngọc bên trong là vài cọng linh hoa màu tím đen có ba cánh hoa tản mát ra một mùi thơm kỳ lạ những thứ này đúng là lạc anh hoa nghe nói hoa này đủ ba vạn năm mới kết quả nhưng mà từ bên trong trái cây kia lấy được hạt giống đối với hắn mà nói tự nhiên không vấn đề gì Tại dược viên hắn tạo ra một khu vực mới, cẩn thận trồng lạc anh hoa xuống. Sau khi làm xong, Hàn Lập lần nữa trở lại cửa dược viên, nhìn phần lớn linh thảo chân quý sinh trưởng trước mắt, dược viên sinh cơ phồn thịnh, trong lòng có chút cảm khái. Dược viên này hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, tích lũy từng chút từng chút một, mới có kích thước như ngày hôm nay. Cũng may nhờ có dược viên này trợ giúp, tu vi chân tiên cảnh của hắn mới có thể tịnh tiến nhanh như vậy. Hắn lưu lại một lát liền trở lại mật thất, khoanh chân ngồi xuống hiện không có đan dược trèo trống, tiếp tục tu luyện cũng rất khó tiến triển thêm, hắn không có tiếp tục tu luyện công pháp nữa mà định tiếp tục tham mộ khẩu quyết 8 câu rưỡi trước kia học lóm được, xem có thu hoạch khác hay không. Ngay lúc Hàn Lập đóng cửa tu luyện, tin tức đệ nhất đạo chủ sắp xuất quan, hơn nữa còn cử hành đại hồi truyền giảng, cũng bắt đầu từ trong trúc long đạo truyền ra. Sau đó không lâu, trong tông cũng chính thức tuyên bố việc này, thời gian xác định là 7 năm sau. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trúc long đạo sôi trào lên. Theo ghi chép, Bách Lý Đạo Chủ đến nay tổng cộng cử hành qua 8 lần đại hội truyền giảng, lần này là lần thứ 9, mỗi một lần, cũng coi như là một lần thịnh hội ở Bắc Hàn Tiên Vực. Lần thịnh hội này nghe nói là lớn nhất trước nay, chắc là sẽ không hạn chế thân phận người tham dự, nói cách khác, chỉ cần là đệ tử Trúc Long Đạo, cho dù là đệ tử ngoại môn, cũng có thể đi đến lắng nghe, bất quá có thể có bao nhiêu thu hoạch cùng cảm mộ, tất nhiên là tùy ở khả năng mỗi người. Nghe nói đây là quy củ đệ nhất đạo chủ năm đó tự mình định ra, qua nhiều năm vẫn là như thế. Một ít trưởng lão nội môn tu vi cao thâm, ở vào bình cảnh, cùng với một ít đệ tử thân truyền càng là hưng phấn không thôi. Trong đại hội truyền giảng, nói không chừng gặp được câu chân ngôn huyền diệu, làm xúc động bản thân, trợ giúp đột phá tu vi bình cảnh trước mắt. Nghe nói bây giờ trong tông không ít chân tiên bản thổ, sở dĩ có thể từ bên trong ngàn vạn tu sĩ trổ hết tài năng, cuối cùng độ kiếp thành tiên, cùng chuyện này có quan hệ không ít. Đến một ít đệ tử tu vi còn không đạt tới đại thừa kỳ cũng đồng dạng phấn khởi, trong lúc sinh thời, hữu duyên lắng nghe một gã tiên nhân đẳng cấp cao nửa bước thái ất ngọc tiên cảnh tự mình diễn giải, đây chính là tạo hóa lớn lao. Thời gian 7 năm thoáng cái trôi qua, với phàm nhân mà nói là một đoạn năm tháng không ngắn, nhưng với tu sĩ, thời gian dài còn chưa bằng một lần tĩnh tọa nhập định. Theo đại môn động phủ xích hà phong ầm ầm một tiếng mở ra, hàn lập chậm rãi đi ra. Những năm này hắn mặc dù đang bế quan, nhưng đối với sự tình trong tông vẫn mật thiết chú ý. Đại hội truyền giảng của đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm diễn ra vào 7 ngày sau. Hắn nguyên bản sớm có thể xuất quan mấy ngày trước, bất quá trong lúc bế quan tìm hiểu khẩu quyết 8 câu rưỡi, trong lúc vô tình hắn suy luận hiểu được công pháp phong ấn bí thuật ẩn nấp, là công pháp được ghi trên cách nguyên âm ma công kia. Hắn một phen tìm hiểu và tu luyện, cho đến ngày nay mới rút cuộc tiểu sở thành. Trong miệng hàn lập nói lẩm bẩm, trên người ánh sáng màu xanh lưu chuyển, hào quang mấy đạo hư ảnh xiềng xích hiển hiện ra, phát ra thanh âm rất nhỏ, lập tức lóe lên rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn vốn khí tức chân tiên cảnh cũng không quá mức rõ ràng bỗng nhiên thu lại, triệt để thu liếm, hơn nữa khí tức viên mãn trôi chảy, nhìn không ra dấu vết ẩn nấp chút nào. Tu Vi đã tới chân tiên cảnh về sau, bởi vì sở tu công pháp bất đồng, trừ phi lúc cùng người đánh nhau triệt để phóng thích khí tức, nói chung người bên cạnh không thể phán đoán chính xác số lượng cụ thể tiên khiếu khai thông, do đó không thể nào phán đoán tu vi cao thấp. Nhưng nếu là người thần thức cường đại, nếu bị phát hiện thì khá mạo hiểm. Bây giờ đã có bí thuật ẩn nấp này, chỉ sợ kim tiên cảnh cũng chưa chắc có thể phát hiện. Khóe miệng hàn lập hiện ra một vòng tiêu ý, thỏa mãn gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về hướng xa. chương 316, Kỳ Lương Mời Trung tâm dãy trung minh sơn mạch, phạm vi lên đến 10 vạn dặm nay không còn băng tuyết bao phủ, giờ phút này trong tầm mắt toàn là cây cối um tùm một màu xanh biếc. Bầu trời phía trên trong xanh như một miếng phỉ thúy, nhiều đám mây lơ lửng quanh khu vực sơn mạch, cầu vồng nối dài từ đám mây này tới đám mây khác, tỏa ra hào quang ngũ sắc vô cùng đẹp mắt, vô số tiên hạc bay lượn qua lại phát ra những tiếng kêu thanh thúy, nhìn qua không khác gì tiên cảnh. Trên ngọn núi có vết đứt gãy trơn nhẵn vô cùng, thoạt nhìn như bị người ta dùng một đao chém thành hai đoạn, ngay tại chỗ đứt gãy tạo thành một quảng trường vô cùng to lớn. Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi nhưng vẫn bị bao phủ trong những đám mây trên trời. Phía trong khoảng sân rộng lớn đó là một tòa bạch ngọc đài vô cùng to lớn, cao khoảng ngàn trượng, mặt ngoài khắc vô số phù văn, toàn thân tản mát ra từng đợt bạch quang óng ánh. Từng bậc thang kéo dài từ đỉnh đài cao, một mực nghiêng kéo dài xuống mặt đất bên dưới. Trên cầu thang đặt từng cái bồ đoàn hình tròn, xếp với nhau chi chít, ước chừng ngàn cái xung quanh mặt đất càng nhiều chỗ ngồi, dọc theo quảng trường kéo dài tới tận điểm cuối, nhiều không kể xiết. Đây chính là nơi đệ nhất đạo chủ sắp tổ chức buổi đại hội truyền giảng Bạch Ngọc Phong giảng kinh đài. Bây giờ đại hội chưa chính thức bắt đầu, trên quảng trường Bạch Ngọc Phong cũng không có một bóng người, toát ra vẻ thập phần yên tĩnh. Gần dãy Bạch Ngọc Phong khoảng trăm dặm có một khe núi cực lớn, mây mù mờ mịt, vô số lầu các hoa lệ như ẩn như hiện trải dài nối tiếp nhau, mờ mờ ảo ảo tạo thành một tòa thành chỉ kéo dài mấy ngàn dặm. Đối lập với quang cảnh trên Bạch Ngọc Phong, bên trong tòa thành này tiếng người huyên náo, giờ phút này mặc dù đang là ban ngày nhưng các nơi trong thành vẫn đang lóe lên rất nhiều quang mang đủ loại màu sắc bay thẳng lên không trung, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Thỉnh thoảng trong thành lại có độn quang bay về bốn phương tám hướng, đồng thời lại có nhiều độn quang từ các nơi đổ về, nhao nhao hạ xuống bên trong thành trì. Ngay lúc này, một đạo độn quang màu xanh từ xa bay vụt đến, nhanh chóng tiến đến gần, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Đôi mắt hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Phong vài lượt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rồi bay về phía thành trì hạ xuống. Toàn bộ tòa thành bị một tầng cấm chế màu xanh cực kỳ to lớn bao phủ, không ít đệ tử của trúc long đạo phân tán ra bảo vệ khắp nơi. Thấy Hàn Lập bay tới, một tên đệ tử trúc long đạo vội vàng nghênh đón. "Đệ tử tham kiến trưởng lão, tông môn có quy định, bất kỳ ai muốn đi vào Bạch Ngọc thành trước tiên phải được kiểm tra thân phận, mong trưởng lão thứ lỗi." Tên đệ tử trúc long đạo sau khi nhìn thấy hàn lập mặc phục sức trưởng lão vội vàng thi lễ, có chút áy náy nói ra. Không sao. Hàn lập lấy ra lệnh bài thân phận trưởng lão của mình. Thanh niên đệ tử lấy ra một cái ngọc phù màu trắng hướng về phía lệnh bài của hàn lập hơi lay động. Trên lệnh bài nổi lên một tầng bạch quang, hào quang ngọc phù tỏa sáng, lóe lên rồi ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng. Bên trên hiện ra hình ảnh cùng tin tức liên quan tới hàn lập. Nguyên lai like là lệ trưởng lão, đệ tử thất lễ, trưởng lão đợi một chút đệ tử sẽ lập tức mở ra cấm chế thanh niên đệ tử liếc mắt nhìn màn sáng cáo lỗi một tiếng sau đó bàn tay khẽ lật hiện ra một cái lệnh bài màu xanh nhoáng một cái lệnh bài trong tay gã liền hóa thành một đạo quang mang màu xanh chui vào tầng cấm chế phía sau cấm chế run lên một cái liền tách ra một thông đạo cao cỡ đầu người hàn lập thu hồi lệnh bài trưởng lão bay vào thông đạo rất nhanh đã tới thành trì bên trong hắn đi dọc theo con đường hướng về phía nội thành thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Từ bên ngoài cấm chế không thể nào cảm nhận rõ, giờ phú này tiến vào trong mới phát hiện bên trong thành tất cả kiến trúc đều vô cùng hoa mỹ, đẹp đẽ, cửa tiệm to lớn xa hoa nhiều không kể xiết, đường xá rộng rãi trải dài như mạng nhiệt, thoạt nhìn cực kỳ phồn hoa, so với các đại thành trước đây hắn từng thấy không hề tỏ ra thua kém chút nào. Những năm này hắn tu luyện chủ yếu ở bên ngoài, cũng thường xuyên hành tẩu tại các khu vực trong Trung Minh Sơn Mạch, lại không nghĩ tới ở đây tồn tại một nơi như vậy. Cửa hàng ở hai bên đường phố buôn bán các loại tài liệu, đồ vật, đan dược, pháp bảo, không thiếu thứ gì, hơn nữa phẩm chất cũng không hề kém so với phường thị của trúc long đạo, thậm chí có một số loại tại phường thị trúc long đạo cũng ít thấy. Không ít cửa hàng chủ tiệm cũng không phải là đệ tử trúc long đạo, hẳn là thuộc về các thế lực phụ thuộc, thừa dịp đại hội muốn bán ra một ít tài liệu đặc thù. Hàn Lập sau khi đi được một hồi dừng lại trước một cửa hàng. Đây là một cửa hàng bán tài liệu từ cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy bên trong đặt hơn 10 cái khay đựng đồ vật, trong đó chứa không ít loại tài liệu đỉnh cấp, thậm chí cũng không ít những loại tài liệu mới lạ. Trong tiệm giờ phút này không ít người ra vào, xem ra sinh ý thật tốt. Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền cất bước tiến vào. Hắn vừa bước vào cửa hàng, một người hầu mặc áo bảo đỏ liền chạy ra đón chào, vị tiền bối này, cần bất cứ loại tài liệu gì dịch đông lâu chúng ta có đủ, giá cả cũng tuyệt đối khiến người hài lòng. Tiểu Tam, người đi chăm sóc khách nhân khác đi, vị khách quý này để ta tự chiêu đãi. Không chờ tên người hầu nói xong, một lão giả bộ dáng là trưởng quỹ liền bước nhanh tới. Thanh niên người hầu khẽ giật mình, thức thời lui xuống. Thưa trưởng lão đại nhân, tên người hầu kia trẻ người, kiến thức nông cạn, xin ngài bỏ qua cho, ngài cần loại tài liệu gì. Tại hạ là người của dịch gia ở phía tây, dịch gia ta các thời đều kinh doanh linh tài, tiếng lành đồn xa, nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Lão giả cung kính nói, Hàn Lập cũng không nói lời thừa, lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão giả bên trong chính là các loại tài liệu còn thiếu điều chế đạo đan cùng với tài liệu chủ của vạn luân đan trưởng lão đại nhân những tài liệu ngài cần đều quá mức chân quý tiểu điếm thực sự không có lão giả tiếp nhận ngọc giản sau khi dùng thần thức nhìn xong liền áy náy nói vậy ngươi có biết ở đâu có thể mua được những loại tài liệu này không hàn lập nhàn nhạt hỏi những tài liệu này tiểu nhân chỉ thấy trên điển tịch đã từng đọc qua chưa từng nghe nói ở đâu xuất hiện Lão giả lắc đầu nói ra, Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó thu hồi ngọc giản, quay người đi ra, lão giả vội vàng tự mình đưa tiến. Ra khỏi cửa hàng, hắn tiếp tục đi tới phía trước. Sau một lát, Hàn Lập dừng tại một cửa hàng tài liệu trực thuộc thế ra không nhỏ, sau đó đi vào. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi ra, vẫn là không thu hoạch được gì. Thần sắc hắn vẫn không thay đổi chút nào, tiếp tục đi vào hướng nội thành. Hơn nửa ngày sau, ở trung tâm khu vực thành trì, tại một tiệm tài liệu quy mô thật lớn có một gã thanh niên bước ra đúng là hàn lập mặc dù thần sắc trên mặt vẫn như thường nhưng trong lòng hắn quả thật có chút thất vọng mất hơn nửa ngày hắn không bỏ qua bất kỳ một cửa hàng tài liệu nào tất cả đều ghé qua một lần đừng nói là mua được một loại tài liệu thậm chí ngay cả tin tức cũng không hề thăm dò được chút nào tuy là còn một ít địa phương chưa ghé qua nhưng mà mấy cửa hàng có quy mô lớn nhất đều không có còn dư lại vài cửa hàng nhỏ lẻ thì hy vọng cũng không lớn rồi hàn lập lắc đầu đang muốn cất bước đi về phía trước. Ô, Lệ Huynh, vào thời điểm này, một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Hàn Lập nghe thế quay người lại, thấy trước mắt là một nam tử mặc áo trắng đang tươi cười đi tới, chính là Kỳ Lương. Kỳ Huynh, đã lâu không gặp, Hàn Lập cười nói, những năm này hắn hơn phân nửa thời gian là bế quan, còn lại thì ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng trưởng lão trong tông môn ít có qua lại, Kỳ Lương trước mắt này cũng 300 năm chưa gặp rồi. Về phần đối phương năm đó khi hắn nhập môn chiếm của hắn một ít tiên nguyên thạch, hắn cũng không có để trong lòng. Kỳ lương cười hắc hắc một tiếng, đang muốn nói cái gì đó đột nhiên con mắt trợn trừng, thanh âm ra tới cổ họng thì nghẹn lại, nửa ngày sau sau mới lẩm bẩm nói, lệ huynh. Khí tức của huynh, hẳn là huynh đã đả thông 12 tiên khiếu, tiến cấp chân tiên cảnh trung kỳ. Tại hạ những năm này có chút may mắn và cơ duyên, bế quan khổ tu, trước đây không lâu vừa đả thông tiên khiếu thứ 12. Hàn lập cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói ra lệ huynh phúc duyên thâm hậu thật là làm cho người khác hâm mộ kỳ lương giờ phút này đã khôi phục sự bình tĩnh nhìn ra hàn lập không muốn nói nhiều liền không hỏi nữa đúng rồi kỳ huynh tới đây từ lúc nào hàn lập tự nhiên không muốn nói tiếp về chủ đề này liền xoay chuyển lời nói đã tới được năm sáu ngày mò mẫm đi dạo khắp nơi mấy ngày nay cũng không thấy lệ huynh chả lẽ huynh vừa mới tới đáng tiếc huynh không tới sớm một chút mất một hồi náo nhiệt kỳ lương vừa cười vừa nói xem ra kỳ huynh có thu hoạch không ít đáng tiếc tại hạ có chút chuyện phải trì hoãn cho nên đã tới chậm hàn lập cười ha ha nói kỳ thật mấy ngày trước đây cũng không có thứ gì tốt xuất hiện bảo vật chính thức đều xuất hiện lúc cuối cùng mới có thể gặt hái được đúng rồi tại hạ vừa lúc muốn tham dự một cái trao đổi hội tham dự toàn là các đạo hữu cùng giai lệ huynh có hứng thú muốn đi cùng không kỳ lương khoát tay mời nói trao đổi hội ư tại hạ tất nhiên là có hứng thú rồi hàn lập ánh mắt sáng lên gật đầu nói ta biết ngay lệ huynh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy địa điểm thì ở phía trước chúng ta nên đi thôi vừa đi vừa nói kỳ lương cười nói dẫn đầu đi về phía trước kỳ huynh thật không thể tưởng tượng được trong tông môn còn có thành trì như thế này không hề kém hơn thành trì phường thị bên ngoài như thế nào mà tại hạ trước kia chưa từng nghe ai nói qua hàn lập hỏi lệ huynh có chút hiểu lầm rồi huynh vào tông môn không lâu vì vậy không biết, nơi đây bình thường không hề mở cửa ra ngoài. Chỉ có đại hội truyền giảng vô cùng trọng đại mới cho phép người ngoài tiến vào, nơi đây chính Bạch Ngọc Thành của Bạch Kỳ Phong, là địa điểm mà trúc long đạo chúng ta tổ chức. Kỳ Lương liền trả lời, thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu nói, hai người đi dọc theo đường, vừa đi vừa nói chuyện, đi được một đoạn liền đi vào khu đường phố vô cùng rộng rãi. Hai bên đường phố nơi này có từng tòa kiến trúc to lớn và tinh xảo ngay góc nhà có mái cong kiểu dáng khác nhau, giường cột chạm chỗ đẹp đẽ vô cùng, trong đó càng có nhiều loại cấm chế bao phủ. Hàn Lập chú ý, các tu sĩ đi lại trên đường khi nhìn về các kiến trúc này trên mặt đều mang theo vẻ kính sợ. Chính là chỗ này, Kỳ Lương mang theo Hàn Lập, dừng lại trước một tòa lầu các ba tầng. Tòa lầu các này cũng bị một tầng cấm chế màu trắng bao phủ, từ bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong, lộ ra có chút vẻ thần bí. chương 317, Thiên Hạt Lệnh, Kỳ Lương tiến lên phía trước, bàn tay khẽ lật lấy ra một cái lệnh bài màu trắng phía trên khắc đồ án hình bò cạp tỏa ra hào quang màu trắng nhàn nhạt, nhạt gã vung tay lên một đạo bạch quang từ lệnh bài bay ra lóe lên rồi ngay lập tức chui vào trong cấm chế màu trắng phía trước xoẹt bên ngoài cấm chế của tòa lầu các nứt ra một thông đạo hàn lập cùng kỳ lương sau khi tiến vào thì thông đạo trên cũng lập tức khép lại lúc này hàn lập mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của tòa lầu các, bao gồm ba tầng lầu kiểu dáng tinh xảo toàn thân trắng noãn tản mát ra từng đợt bạch quang Tựa như được chế tác từ ngọc thạch. Trên cái cửa to lớn bên ngoài để một tấm biển màu trắng, trên đó viết ba chữ To Thiên Hạt Các. Ngoài rìa tấm biển được khắc một ít đồ án hạt tử, giống y hệt cái lệnh bài mà Kỳ Lương vừa sử dụng khi nãy. "Lệ huynh, trao đổi hội này là do tông môn chúng ta cùng hợp sức, dựa vào thế lực của Thiên Hạt phái đứng ra tổ chức." Thực lực Thiên Hạt phái rất hùng hậu, lại am hiểu các loại cấm chế cùng luyện chế đạo binh, không phải chuyện đùa. Kỳ Lương thấp giọng giải thích, Hàn Lập nghe vậy như nghĩ ra điều gì, nhẹ gật đầu. Kỳ Lương thu hồi lệnh bài, đi vào trong lầu các. Bên trong trang trí hết sức hoa mỹ, mặt đất được phủ bằng thảm đỏ, trên vách tường điêu khắc rồng bay phượng múa, bình phong, chậu cây cảnh nhiều không kể xiết, chỉ nhìn thôi đã biết đây là một tòa lầu các vô cùng cao cấp, xa hoa. Các nữ tỳ mặc áo đỏ đứng ở các nơi trong phòng, khi thấy hai người tiến đến đều vén áo thi lễ. Những nữ tỳ này thoạt nhìn không khác so với thường nhân, nhưng không hề mang hơi thở của sự sống, đều là đạo binh hơn nữa những đạo binh nữ tỷ này, từng người đều tỏa ra khí thức có thể so với tu sĩ hợp thể kỳ. Hàn Lập cẩn thận đánh giá những nữ tỷ này, nhận thấy đôi mắt vô cùng trong sáng, động tác thập phần linh hoạt, không hề có chút si ngốc nào, so với thường nhân cũng không khác biệt gì. Hắn hôm nay đã luyện chế được đạo binh, ánh mắt ở trên phương diện này đã hơn xa so với trước đây. Cho dù là như thế, hắn vẫn nhìn không ra làm cách nào mà thiên hạt phái có thể luyện chế ra được những nữ tỷ đạo binh này. Hắn có trong tay lôi giáp đạo binh, tuy rằng thân thể cứng rắn động tác mau lẹ so về sức chiến đấu có lẽ hơn những nữ tỷ đạo binh này nhưng nếu so về sự linh mẫn thì sợ cũng phải cam bái hạ phong vào lúc này một bóng người từ bên trong bước nhanh ra nguyên lai là một thiếu phụ nhìn qua còn rất trẻ cung kính thi lễ với hai người bọn họ rồi nói bái kiến hai vị tiền bối dẫn bọn ta đi tới đại sảnh giao dịch kỳ lương nhàn nhạt nói vâng hai vị tiền bối xin mời theo ta thiếu phụ vội đáp ứng một tiếng mang theo hai người đi thẳng lên lầu rất nhanh đã đi tới đại sảnh tầng thứ ba. Đại sảnh có diện tích khá lớn, cũng không có một ai, bên trong chỉ bày vài cái bàn cùng một ít đồ dùng trong nhà. Trong phòng có đặt một bức bình phong cực lớn, bên trên vẽ một bộ tranh sơn thủy đồ, tuy rằng văn chương dày đặc nhưng trông rất sống động, làm cho người khác vừa nhìn liền có cảm giác như lạc vào một cảnh tượng kỳ lạ. Hàn lập nhìn quanh phòng, nhíu mày, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía tấm bình phong. Chỉ thấy thiếu phụ trong miệng lẩm bẩm, tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo bạch quang chui vào trong tấm bình phong. Tấm bình phong ngay lập tức hiện ra một tầng ánh sáng trắng, khung cảnh sơn thủy cũng nhất thời như được sống lại, xoay tròn chuyển động không ngừng. Phía trên bức tranh cũng nổi lên một vầng sáng màu đen, dung hợp với tầng ánh sáng trắng bên ngoài, hóa thành một cánh cửa màu đen. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếng chú ngữ trong miệng thiếu phụ vang lên không dứt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cánh cửa màu đen tản mát ra hắc quang càng lúc càng sáng, hơn nữa còn nhanh chóng biến lớn xoẹt một tiếng trầm đục vang lên cánh cửa màu đen thình lình từ bức bình phong bắn ra lơ lửng ở phía trước sau đó tách về phía hai bên lộ ra một cái thông đạo thỉnh hai vì tiền bối đại sảnh ở phía trước xin mời thiếu phụ đình chỉ việc thi pháp nói ra kỳ lương nhẹ gật đầu phất phất tay ý bảo nàng có thể rời đi thiếu phụ lập tức thi lễ một cái nhanh chóng lui xuống đi thôi kỳ lương cất bước đi vào thông đạo hàn lập bước đi trong lòng không ngừng dò xét thông đạo ánh mắt lộ ra một tia dị sắc thông đạo trước mắt này hiển nhiên cũng là một loại cấm chế không gian thủ đoạn vô cùng cao minh không gian cực kỳ ổn định thiên hạt phái tinh thông cấm chế không gian am hiểu việc tạo ra hư không dị cảnh nghe nói trong tông môn chúng ta có một ít bí cảnh đều là do thiên hạt phái hỗ trợ sáng lập kỳ lương nhìn thấy hàn lập có vẻ quan tâm liền nói hàn lập nghe vậy khẽ gật đầu sau đó lập tức nhíu mày hỏi bất quá cũng chỉ là một cái trao đổi hội mà thôi cũng không phải sự tình gì trọng yếu, vì sao lại làm cho người khác cảm thấy phiền toái như vậy, lại còn làm bên trong bí cảnh, chẳng lẽ trong đây có rất nhiều người, ngoài đại sảnh không thể chứa hết ư? Ha ha, nhân số thật ra không phải là nhiều, Thiên Hạt phái làm ra hành động này thứ nhất là để bố trí không gian cho sang trọng, kết giao với nhiều tu sĩ chân tiên cảnh, thứ hai cũng là muốn phô trương thế lực của mình. Kỳ Lương lắc đầu cười, thì ra là thế, Hàn Lập có chút hiểu ra, gật đầu, đúng rồi, trong khoảng thời gian này trao đổi hội tại đây mỗi ngày đều diễn ra một lần lệ huynh nếu có hứng thú đợi chút nữa ta sẽ bảo người làm cho huynh một cái thiên hạt lệnh mấy ngày tới huynh cũng có thể tự mình tới đây kỳ lương nói thêm vậy làm phiền kỳ huynh rồi hàn lập mỉm cười đa tạ lệ huynh khách sáo rồi lệ huynh tu vi cao thâm bọn hắn còn ước gì được kết giao ngay đấy kỳ lương khoát tay áo nói trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới cuối thông đạo bước vào một đại sảnh trước mắt có một lão đạo thân hình dáng cao lớn mặc áo bào xanh nhìn về phía hai người mỉm cười kỳ đạo hiếu hoan nghênh hoan nghênh ô vị đạo hiếu này là lão đạo chạy ra đón chào nhìn thấy hàn lập phía sau lưng kỳ lương hơi ngẩn ra vị này là lệ trưởng lão của bổn môn hào hiếu của tại hạ quanh năm khổ tu ở trong tông môn cho nên ít người biết lệ huynh vị này chính là người của thiên hạt phái thường hạc đạo hiếu cũng là người chủ trì trao đổi hội lần này Kỳ lương cùng lão đạo mặc áo bào xanh dường như rất thân quen, ha ha cười, rồi giới thiệu. Hóa ra là thường hạt đạo hiếu, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn lập hướng về phía lão đạo ôm quyền nói, nguyên lai là lệ đạo hiếu, thất kính, thất kính thường hạt lão đạo trả lễ. Thường hạt đạo hiếu, lệ huynh hôm nay là lần đầu tới đây, trên người không có thiên hạt lệnh, người sẽ không vì thế mà không chào đón chứ. Kỳ lương ha ha cười nói, kỳ đạo hiếu nói quá lời rồi, khách quý như lệ đạo hiếu đây chúng ta muốn mời còn sợ không mời được. Lệ đạo hiếu, đây là thiên hạt lệnh của bổn môn, mấy ngày kế tiếp ở đây đều tổ chức trao đổi hội, mong đạo hiếu tham gia. Thường hạc lão đạo nói xong, khẽ lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, ân cần nói ra. Như vậy ta xin đa tạ, hàn lập nhận lệnh bài, khẽ gật đầu. Tới đây, nhị vị xin mời đi theo ta, trao đổi hội không lâu nữa sẽ bắt đầu. Thường hạc lão đạo mang theo hai người đi ra đại sảnh, lại xuyên qua một hành lang gấp khúc, đi vào bên trong một gian phòng khách hình tròn. Nơi này bố trí cực kỳ xa hoa, mặt đất được làm từ loại tài liệu đỉnh cấp có tên là lục long bảo thạch, trên vách tường cũng khảm nạm rất nhiều bảo thạch thượng phẩm, chiếu sáng ngời toàn bộ gian đại sảnh. Bốn góc của đại sảnh thì đặt bốn cái tiểu đỉnh vô cùng cổ kính, trong đỉnh thiêu đốt một sợi dây màu vàng nhạt, hương thơm toát ra khiến người khác ngửi vào vô cùng thoải mái, hiển nhiên cũng là một loại hương liệu cực kỳ quý báu. Tại chính giữa phòng khách đặt một cái bàn tròn lớn, xung quanh để hai mươi mấy cái ghế lớn những cái bàn này đều dùng ngọc thạch chế tạo tỏa ra ánh sáng màu lam mang theo một cỗ khí thức mát lạnh làm cho người khác chấn động tinh thần đây rõ ràng là tài liệu cực phẩm bên cạnh bàn tròn lúc này đã ngồi mười mấy người nam nữ đều có tu vi không sai biệt lắm đều là tu sĩ chân tiên cảnh trông thấy ba người đi tới ánh mắt mọi người đều nhìn lại trong đó có vài người dường như cũng quen biết với kỳ lương đối với hàn lập chỉ nhìn thêm vài lần rồi sau đó rời ánh mắt đi hàn lập không chắc mắt tìm một chỗ ngồi xuống lúc này mới bất động thanh sắc nhìn mọi người xung quanh. Mọi người ở đây gần một nửa đều là trưởng lão Trúc Long Đạo, trong đó Hàn Lập có ấn tượng với hai ba người, những người còn lại nhìn vào phục sức đều là người đến từ bên ngoài, hắn lại càng không nhận ra một ai. Kỳ lương giao lưu rộng rãi, ngồi nơi đây không ít người tới bắt chuyện, cộng với việc thường hạc lão đạo xuất hiện, không ít người tới nhờ cậy, không khí đại sảnh cũng vì vậy mà bắt đầu sôi động hẳn lên. Hàn Lập không có tham dự vào cuộc nói chuyện, chỉ im lặng ngồi một bên, ánh mắt tùy ý quét một vòng. Dùng thần thức cường đại của hắn, đã nắm rõ tu vi của tất cả mọi người trong sảnh, Mười tu sĩ chân tiên, hơn phân nửa đều là chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ chỉ có hai người. Một người trong đó là một nam tử trung niên có gương mặt phúc hậu, mang phục sức trưởng lão trúc long đạo, trên miệng có hai hàng râu đen dài, đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn bộ dáng thập phần lanh lợi. Tướng người giống như con chuột mập, người còn lại là tu sĩ từ bên ngoài tới, là một lão giả mặc áo trắng, thân sắc lạnh lùng, một mực nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không để ý tới mọi người xung quanh một chút nào cả. Tên trung niên nam tử trưởng lão Trúc Long Đạo cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập liền quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt giao nhau. Người này thấy ánh mắt Hàn Lập nhìn mình thì nhếch miệng cười, trên miệng hàng dâu run rẩy hai cái, thoạt nhìn có chút hoạt kê. Trong lòng Hàn Lập có chút buồn cười, thần sắc tự nhiên sẽ không để lộ ra, cũng hơi gật đầu, đang tính rời ánh mắt đi chỗ khác thì đúng lúc này, trong mắt tên trung niên nam tử kia bỗng nổi lên một tầng hắc mang, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn, hình thành hai cái vòng xoáy. Một cỗ hấp lực kỳ dị từ trong mắt gã bắn ra, quấn chặt lấy ánh mắt của Hàn Lập. Cảnh sắc quanh người Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đại sảnh cùng mọi người biến mất, thay vào đó là một thế giới đầy xương trắng. Xương trắng bỗng nhiên cuồn cuộn, vài nữ tử từ, từ trong xương mù hiện thân đi tới, ăn mặc hở hang, lộ ra từng đường cong uyển chuyển, làm ra các động tác khêu gợi với Hàn Lập. Huyễn thuật ư, hàn lập không để ý tới nữ tử xung quanh chút nào đôi mắt nhìn lướt qua xung quanh trong miệng cười nhạt thở ra một hơi quanh người hắn các nữ tử tự động tiêu tán đồng thời thế giới xương trắng xung quanh đột nhiên hiện ra vô số vết nứt sau đó ẩm ẩm vỡ vụn một lần nữa quay về cảnh trong đại sảnh khuôn mặt của tên trung niên nam tử hơi run lên một chút hắc quang trong mắt trở nên hỗn loạn sau đó biến mất trên mặt lộ ra một tia kinh hãi ánh mắt hàn lập lạnh lùng nhìn về phía trung niên nam tử trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng ảo não, làm ra bộ dáng cười làm lành với Hàn Lập. Hai người lần này mặc dù ám đấu với nhau, tuy rằng đã che giấu nhưng mọi người trong sảnh này đều là tu sĩ chân tiên cảnh, tự nhiên không thể không biết, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. chương 318, trao đổi hội, Lệ Huynh, người nọ là một vị trưởng lão tương đối nổi danh của bổn môn, thân mang tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, am hiểu thần thông huyễn thuật, tên là Thục Thiên Thánh. Vốn không phải người xấu, chỉ là tính ưa đùa giỡn, thường hay sử dụng huyễn thuật đắc ý trêu chọc người khác chứ không có ác ý. Giọng nói của kỳ lương vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, nhớ lại huyễn thuật vừa rồi, quả thật không có địch ý, bèn thu hồi ánh mắt, không để ý tới người nọ. Thục thiên thánh thấy vậy mới khẽ buông lỏng, bộ dạng cũng trở nên thành thật hơn. Có điều thỉnh thoảng y vẫn tò mò đưa mắt liếc nhìn Hàn Lập. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã qua nửa canh giờ, lúc này đã có thêm hai tu sĩ chân tiên cảnh đi vào thời gian ước chừng trôi qua một nén nhang nữa vẫn không có thêm ai xuất hiện. Thường hạc đạo hiếu thời gian cũng không sai biệt lắm, lão phu còn có việc quan trọng bên người, có thể bắt đầu trao đổi hội rồi chứ. Lão giả mặc áo bào trắng mở mắt, lạnh lùng lên tiếng. Thường hạc lão đạo có chút trần chờ, tuy rằng vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian ước định nhưng dựa theo tình hình trước mắt, có lẽ sẽ không còn người khác tham dự. Thời gian không sai biệt lắm, trao đổi hội lần này chính thức bắt đầu. Hôm nay, chúng ta có 19 vị đạo hiếu, đa tạ chư vị tham dự, tại hạ thay mặt bổn môn xin tạ ơn. Thường hạc lão đạo nhẹ gật đầu, đứa ung lên, ôm quyền nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Thường hạc đạo hiếu, không cần nói lời khách sáo làm gì, nhanh chóng bắt đầu đi thôi. Một tên trưởng lão trúc long đạo có đôi tai rất to nói ra. Ha ha, nếu chư vị đạo hiếu đã sốt ruột như thế, chúng ta liền bắt đầu thôi. Quy tắc của trao đổi hội lần này cũng giống lần trước, chư vị hãy lần lượt lấy ra bảo vật của mình, sau khi giới thiệu đôi chút hãy nói ra ý định đổi lấy đồ vật gì, hoặc là bảng giá, nếu hai bên cùng đồng ý, coi như hoàn thành giao dịch. Mặt khác, Thiên Hạc phái chúng ta chỉ cho quý vị mượn chỗ giao dịch, sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào, vì vậy trong quá trình giao dịch xảy ra tranh chấp, kính xin chư vị tự mình giải quyết, bổn môn sẽ không chịu trách nhiệm." Thường Hạc lão đạo ha ha cười một tiếng, không có chút nào xiểm nịnh, cao giọng nói ra. "Nếu đã như vậy, thì tại hạ xin được bắt đầu trước." Thường Hạc lão đạo vừa dứt lời, thì một gã nam tử đầu hói là tu sĩ đến từ bên ngoài đã nhanh chóng đứng lên. Tay gã chạm vỗ một cái lên túi chữ vật treo ở bên hông. Hào quang thức thì lóe lên, trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân có màu xanh lam, xung quanh mơ hồ có một cỗ xương mù màu lam vần quanh, tỏa ra một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Mọi người ở đây ai cũng kiến thức vô cùng rộng rãi, thấy vậy liền biết bảo vật trong hộp chắc chắn không đơn giản, mọi ánh mắt ngay lập tức bị hấp dẫn. Nam tử đầu hói chứng kiến cảnh này, vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý, cố ý mở hộp ngọc một cách vô cùng chậm rãi. Bên trong là một viên tinh thạch màu lam lớn chừng nắm tay, toàn thân óng ánh, bao quanh một loại chất lỏng màu lam. Cỗ hàn khí lạnh thấu xương xen lẫn với lực lượng pháp tắc từ viên tinh thạch lan ra, trong đại sảnh không khí đột nhiên hạ xuống, giữa không trung hơi nước đông lại thành từng đóa băng hoa, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Một khối lam văn hàn tinh ngọc, do hàn băng vạn năm sinh ra, rắn chắc không thể bị phá vỡ, bên trong ẩn chứa hàn khí rất mạnh, thích hợp dùng để luyện chế tiên khí thuộc tính băng. Nam tử đầu hói ngồi xuống, ngạo nghễ nói ra, lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy động dung, không ít người hiện ra ý muốn mãnh liệt. Hàn lập liếc nhìn viên tinh thạch lam một cái liền thu hồi ánh mắt. Loại đồ vật này ẩn chứa một ít lực lượng pháp tắc, đối với chân tiên tu sĩ bình thường thì có lẽ rất chân quý, nhưng với hắn thì không đáng kể chút nào, trên người hắn bây giờ còn dư vài kiện. Không thể tưởng tượng được, tân đạo hữu lại có bảo vật cỡ này, nhưng mà chưa nghe đạo hữu nói muốn đổi lấy thứ gì thường hạc lão đạo mở miệng nói ra